Vâng, xin chào tất cả các bạn đã đến với khóa quá trình kinh doanh phụ kiện điện thoại của Forex Center. Và trong cái buổi chia sẻ này thì sẽ chỉ dẫn mọi người cách thực chiến ở trong cái ngách phụ kiện này, những cái cách thức để kiếm được đơn hàng, những cái cách thức để chúng ta sẽ chiến thắng trong thị trường này, đúng không ạ? Và mọi người sẽ vận dụng những cái kiến thức này một cách phù hợp nhất, đúng không ạ? Và những cái kiến thức này là những cái kiến thức mang tính chất nền tảng, và đây là cái thời gian mà mình tập trung mình triển khai để làm nó và tạo ra được một cái kết quả rất là lớn, đúng không ạ? Và hàng chục ngàn đơn hàng đã bán ra ngoài thị trường rất nhiều, đúng không ạ? Hàng trăm ngàn đơn đã được xuất ra khỏi kho bởi những cái cách thức từ đơn giản đến phức tạp, từ những cái cách free đến trả phí, đúng không ạ? Miễn phí traffic và trả phí traffic, từ những cái cách chúng ta bán từng đơn một, đúng không ạ? Đến những cái cách để chúng ta bán được rất là nhiều đơn. Ok, và trong cái buổi học này chúng ta đòi hỏi là chúng ta phải có cái sự tập trung, đúng không ạ? Chúng ta ghi chép, chúng ta vận dụng. Và cái buổi chia sẻ này là cái buổi chia sẻ gần như là quan trọng trong cái vấn đề về kinh doanh, đúng không ạ? Hai buổi trước thì chúng ta sẽ làm việc về vấn đề về tư duy, học cái vấn đề về hệ thống kênh, đúng không ạ? Và trong lần này thì chúng ta sẽ học về cái chiến lược, các cái kiến thức thực tế. Ok, và mọi người bấm SS, đúng không ạ? Chúng ta bấm sẵn sàng, đúng không ạ? Để chúng ta bắt đầu nhé. Chúng ta hãy bấm sẵn sàng để chúng ta bắt đầu nhé. Và đây là cái khóa kinh doanh thực chiến của Forex Center, đúng không ạ? Hy vọng rằng mọi người có một cái lượng kiến thức thật là tuyệt vời để áp dụng cho cái việc kinh doanh phụ kiện điện thoại của mình, đúng không ạ? Cái này á, là chúng ta mục tiêu ấy, đầu tiên là bây giờ như thế này, đúng không ạ? Có rất là nhiều cái cách để admin chia sẻ cho mọi người, và mình sẽ cố gắng hướng dẫn cho mọi người những cái cách dễ nhất để chúng ta thành công. Ok, và chúng ta kinh doanh phụ kiện điện thoại, đúng không ạ? Kinh doanh. Đó, bây giờ chúng ta muốn kinh doanh thành công, đúng không ạ? Chúng ta cần phải có cái gì, đúng không ạ? Muốn kinh doanh thành công, đúng không ạ? Chúng ta không thể nào mà chúng ta suy nghĩ trong đầu được, đúng không? Rất là khó. Chúng ta hãy lập ra một cái bản kế hoạch, lập bản kế hoạch kinh doanh, đúng không ạ? Muốn kinh doanh thành công, chúng ta phải có những yếu tố, bản kế hoạch kinh doanh. Thứ hai là chiến lược quảng bá, mục tiêu quảng bá, đấy, đúng không ạ? Rồi là hệ thống kênh, trang bị cho mình kỹ năng, đúng không ạ? Kỹ năng quảng bá. Đó, trang bị cho mình các cái về vấn đề về cơ sở hạ tầng như là máy tính này, như là điện thoại này, như là máy chụp hình chẳng hạn, hay là cái background chẳng hạn, hay là những cái sản phẩm, đúng không ạ? Rất là nhiều thứ. Nói chung là những cái này mọi người hãy note lại nhá, hay mọi người hãy tốc ký lại rất là nhanh nhá. Ok, và chúng ta muốn đạt một kết quả lớn ấy, chúng ta không sử chỉ đơn thuần là bạn có hàng và bạn đăng bán, chắc chắn rằng chúng ta sẽ không thành công ở đâu, và tất cả những cái điều đấy là nó là vô ích thật sự luôn. Và chúng ta phải lập ra, chúng ta phải viết ra, đúng không ạ? Và mình tới thời điểm bây giờ tôi đã viết không biết bao nhiêu cuốn vở, thật sự là rất nhiều cuốn vở, rất nhiều tờ A4 rồi, đúng không ạ? Rất là nhiều tờ A4 để chúng ta viết ra được, đúng không ạ? Để mình có thể viết ra được những cái kế hoạch chi tiết nhất, dễ hiểu nhất, tại vì chỉ có viết ra thì chúng ta sẽ không quên và chúng ta trở thành một cái kỹ năng của riêng mình. Đó là cái điều rất là tuyệt vời nha. Ok, và đây là những cái mà mọi người đang thiếu, đúng không ạ? Trong quá trình kinh doanh bạn rất là tự phát, không có kế hoạch, bạn chẳng có chiến lược, bạn không có mục tiêu, đúng không ạ? Bạn không có hệ thống kênh quảng bá, bạn cũng không có kỹ năng quảng bá, đúng không ạ? Và cái cơ sở hạ tầng tối thiểu bạn cũng không chuẩn bị cho mình đầy đủ, thì rõ ràng là chúng ta không thể nào mà thành công được, đúng không ạ? Và những cái điều ở phía trên nó tạo ra sự thành công, bạn hãy nhớ rằng, đúng không ạ? Kinh doanh là một cuộc cách mạng, và không có cuộc cách mạng nào chỉ xây dựng ở trên cái gì ạ, cái tư duy, cái suy nghĩ được đâu, đúng không ạ? Nó cần phải có thực tế, đúng không ạ? Nó phải có cơ sở hạ tầng của nó có những cái vấn đề về tư duy, đúng không ạ? Có những cái vấn đề liên quan đến vấn đề về kế hoạch của nó, không thể nào mà chúng ta mơ hồ được. Ok, nếu không có cái này thì các bạn rất là mơ hồ, đồng ý không ạ? Ok không ạ? Tất cả mọi người, cái vấn đề đầu tiên mọi người cảm thấy tuyệt vời không ạ? Ok chưa ạ? Tất cả những vấn đề này các bạn hãy nhớ và tốc ký lại nhá, hãy chuẩn bị cho mình những cái vấn đề này. Khi mà admin nói rằng một cái module, admin sẽ chốt lại bằng một câu là ok không, đúng không ạ? Thì các bạn có thể là comment là ok,
hay là comment là rõ nhá, ok nhá. Cái vấn đề đầu tiên, đây là cái điều thứ nhất. Thứ hai nữa, đây, đi vào chi tiết, đúng không ạ? Đi vào chi tiết hơn thì bây giờ chúng ta hãy xác định, đúng không ạ? Xác định mục tiêu, mục tiêu, đúng không ạ? Xác định mục tiêu bây giờ chúng ta sẽ kiếm bao nhiêu tiền, đúng không ạ? Kiếm bao nhiêu tiền, trong vòng bao nhiêu lâu? Như đâu, đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ tính được số lượng đơn, đúng không ạ? Tính được số lượng đơn cần có. Đó. Số lượng khách hàng tối thiểu, đúng không ạ? Đúng không ạ? Và số lượng khách hàng tiềm năng xác định cho em tin những vấn đề này, nếu như các bạn không xác định được các bạn sẽ không thể thành công được đâu, đúng không ạ? Và rõ ràng là như thế luôn nha. Ok. Số lượng khách hàng tiềm năng này. Đó. Số lượng kênh cần xây dựng, thiết lập. Số lượng content cần đăng tải. Đến khi chỗ này, đúng không ạ? Em tin chắc rằng trong gần như tất cả chúng ta, các dự án khác, không biết là đã có những cái gạch đầu dòng này ra cho kế hoạch của mình không ạ? Đúng không ạ? Để thực thi cái vấn đề về bán hàng thì chúng ta cần phải có những cái vấn đề này, ok không ạ? Và tất cả những cái các vấn đề có liên quan phục vụ chúng tôi, okay. Và ngay chỗ này hãy đảm bảo là chúng ta hãy biết được, xác định được nha. Và cái này nó thực thi như thế nào, thực thi như thế này này, ok. Ví dụ như là các bạn mục tiêu nhá, mục tiêu là kiếm 10 triệu, đúng không ạ? 5 triệu, đúng không ạ? 5 triệu, đúng không ạ? Chúng ta kiếm 5 triệu, đúng không ạ? 5 triệu trên tháng, ok. Đây là cái ví dụ để cho anh em mình hiểu này. Bây giờ với cái mục tiêu là 5 triệu một tháng, đúng không ạ? Thì là chúng ta sẽ một ngày, đúng không ạ? Một ngày đấy chúng ta sẽ kiếm, đúng không ạ? Một ngày chúng ta sẽ kiếm tối thiểu khoảng tầm 170.000, 70k. Đây là mục tiêu về số lượng tiền, đúng không ạ? Và một đơn, ví dụ như là chúng ta sẽ lời khoảng tầm 50.000, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ cần đâu đó khoảng số lượng đơn này, số lượng đơn hàng này, thì chúng ta sẽ cần đâu đó khoảng tầm 3,5 đơn, cho là 4 đơn đi, đúng không ạ? Hoặc là 3 đơn đi, đúng không ạ? Cho là 3 đơn đi, tại vì nó đang FP đang làm tròn lên. Ok, đây số lượng đơn hàng. Thì bây giờ tỷ lệ chuyển đổi thành công ấy, tỷ lệ chuyển đổi thành công ấy, chuyển đổi. Tức là sao ạ? Tức là ví dụ như là giới thiệu cho 10 người thì sẽ có 2 người mua, thì đây là tỷ lệ 20%. Các bạn hình dung ạ? Tỷ lệ chuyển đổi là khoảng tầm 20 đến 30%, đúng không ạ? Cho là 30%, đúng không ạ? Thì ngay chỗ này thì chúng ta tính ra được, đúng không ạ? Tính ra được từ cái số lượng đơn hàng và tính được tỷ lệ như này thì chúng ta sẽ tính ra được là bây giờ chúng ta cần phải tiếp cận với bao nhiêu người, đúng không ạ? Khách hàng, đúng không ạ? Khách hàng, đúng không ạ? Tối thiểu này, đúng không ạ? Là 3 người, đúng không ạ? Để có 3 được 3 đơn hàng. Đó, lợi nhuận. Chỗ này á, lợi nhuận đơn hàng này. Lợi nhuận trên đơn này. Lợi nhuận đơn này. Thì khoảng tầm 50.000. 50k. Ok, cái này các bạn có thể làm Excel, nó rất là nhanh thôi nhá. Em đang list cho các bạn để bạn hình dung, các bạn có thể làm Excel nhá. Làm Excel nhá, thì ngay cái chỗ này xíu nữa nó sẽ liên quan trực tiếp đến vấn đề về marketing luôn, vận hành luôn. Đây là vấn đề về quy trình vận hành á. Ok. Và số lượng khách hàng tối thiểu và cái tỷ lệ chuyển đổi là 30%, 20%. Thì bây giờ là ví dụ như là 10 người chúng ta sẽ chốt được 2, đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ rơi vào khoảng tầm tối lượng khách hàng tiềm năng ấy. Khách hàng tiềm năng để mua sản phẩm thì chúng ta cần phải tối thiểu là tầm 15 người, đúng không ạ? Cần 15 người là khách hàng tiềm năng, là khách hàng có cái insight, có cái nhu cầu trực tiếp nhá. Chúng ta phải xác định được khách hàng tiềm năng. Thì từ khách hàng tiềm năng này nó vẫn là tỷ lệ 20% này á, đúng không ạ? Cái này á, anh em mình list ra thôi. Hãy ghi chép nha, hãy ghi chép. Có sách vở, nếu như mà chúng ta không ghi chép coi như là chúng ta sẽ quên thôi, đúng không ạ? Ok chưa ạ?
Còn cái file ở trên đây thì sử dụng cái Excel chúng ta sẽ list ra được thôi. Ok, và bây giờ các bạn phải tính thôi, đúng không ạ? Chúng ta là người kinh doanh mà. Ok, bây giờ là khách hàng online. Khách hàng online là gì? Có khách hàng tiềm năng là gì? Khách hàng online tức là tầm quần ai cũng được ở trên Internet. À, chỉ cần là cái đối tượng có thể mua hàng thôi thì đây là khách hàng online. Thì tỷ lệ 20% thì chúng ta sẽ nhân lên thì rơi vào một ngày chúng ta phải tiếp cận được khoảng tầm bao nhiêu ạ? À? À. Khách hàng online ấy, tối thiểu một ngày chúng ta phải tiếp cận được 75 người, đúng không ạ? Chúng ta phải tiếp cận được 75 người, ok chưa? Và đây là có nhiệm vụ là gì? Tức là chúng ta phải marketing đến cho 75 người khách hàng online bất kỳ thuộc cái diện là có insight, tức là gì ạ? Insight ở đây tức là gì ạ? Insight nhá. Về insight khách hàng này, insight khách hàng, đúng không ạ? Đây là cái chân dung khách hàng mục tiêu. Đúng không ạ? Chân dung khách hàng mục tiêu đây là cái người, đúng không ạ, cái đối tượng có khả năng mua hàng của chúng ta, đúng không ạ, và muốn biết làm sao đấy thì chúng ta phải biết được, xác định được sản phẩm của mình, đúng không ạ, cung cấp cho ai, đúng không ạ, người đó như thế nào, đúng không ạ, người đó là khách hàng đang làm việc gì, đúng không ạ, làm việc gì, đúng không ạ, có sở thích gì, đúng không ạ, đang sử dụng điện thoại nào, đúng không ạ, và đang có cái thói quen như thế nào, đúng không ạ, thói quen thích đọc báo không ạ, thích đọc báo hay là thói quen thích du lịch, hay thói quen thích nghe nhạc, đúng không ạ, mỗi cái này nó sẽ đưa ra một cái insight khác nhau và nó sẽ phù hợp với một cái sản phẩm bán hàng khác nhau, và chúng ta cái này thuộc về phạm trù tư duy, và ở đây thì tôi giới thiệu sơ qua cho anh mình từng tượng hình dung là như vậy. Và 75 người này ấy, là 75 người có insight giống như là người muốn mua sản phẩm chúng ta vậy, đúng không ạ? Thì chúng ta mới bán được hàng. Trong 75 người này với tỷ lệ 20% thì chúng ta sẽ kiếm ra được gì ạ? 15 khách hàng tiềm năng. Và 15 khách hàng tiềm năng này chào bán cho họ đó thì sẽ có tối thiểu 3 người mua, thì chúng ta sẽ đạt được cái target 5 triệu một tháng. Nếu như các bạn làm tốt hơn, tăng tất cả tỷ lệ này lên thì gì ạ? Thì chúng ta sẽ bán được nhiều đơn. Và nếu như chúng ta không tính được cái này thì chúng ta sẽ kiểu như là chúng ta sẽ gì ạ, mù quáng trong vấn đề quảng bá. Thì ngay khi mà quảng bá được cái tiếp cận như này ấy, chúng ta sẽ sử dụng kênh, đúng không ạ, sử dụng kênh quảng bá này, đúng không ạ, thì là bao nhiêu, đúng không ạ, chúng ta sẽ sử dụng bao nhiêu kênh quảng bá này, xíu nữa tôi sẽ hướng dẫn cho anh mình, đúng không ạ. Tôi là có kênh rồi thì bây giờ là úp có nghĩa là đăng tải bao nhiêu content lên mỗi ngày, đúng không ạ, lên internet mỗi ngày, đúng không ạ. Khi đăng tải một content trên internet thì nó sẽ tiếp cận được 3 người, thì bây giờ, đúng không ạ, ví dụ như là chỉ được 3 người thôi, đúng không ạ, thì chúng ta cần phải up 25 bài một ngày. Đó là lý do tại sao phải có deadline về vấn đề về đăng tải, ok, đúng chưa ạ. Và chúng ta sử dụng bao nhiêu kênh, đúng không ạ, và các bạn chỉ có thể là gì ạ, đây là anh nói là thành công không có công thức, thành công sẽ có công thức nếu như chúng ta biết tính toán, nếu mà chúng ta biết chắc chiêu cơ hội, nếu như biết tất cả những vấn đề con số này nó nói lên cả một bộ mặt tài chính đó, đúng không ạ. Và bây giờ chúng ta đó không quản trị được chính bản thân mình thì xin lỗi, chúng ta sẽ không bao giờ trở thành người, đúng không ạ, dẫn đầu người khác được. Tại vì sao? Chúng ta không quản trị được hệ thống của mình, đúng không ạ, chúng ta không quản trị được bản thân của mình, không quản trị được số lượng công việc của mình ấy, thì gì ạ, thì sau này muốn nhân bản ra, nhân rộng ra thì chúng ta không thể nào mà làm được. Tại vì bản thân mình không làm tốt thì bây giờ bạn thuê nhân viên thì đó gọi là mất tiền đó, qua cửa sổ đấy, đúng không ạ. Và các bạn phải có nhân sự, các bạn phải có đội nhóm thì các bạn phải chia công việc ra, ok chưa ạ. Và nếu như mà không biết được điều này thì khó để mình mở rộng và nhân rộng quy mô nhé. Và chỗ này là một gần như là bí thuật trong kinh doanh đó, ok không ạ. Ok, và sử dụng bao nhiêu quảng bá, tăng tải bao nhiêu content lên trên internet để chúng ta đạt được một cái target như thế này, ok. Đến chỗ này thì lúc này chân dung nó đã rõ ràng hơn rồi, đúng không ạ. Hãy nhớ rằng nhé, 75 khách hàng này là vấn đề về insight, ok. Và ngay chỗ này thì mọi người sẽ mường tượng ra được là ví dụ như ở đây thì chúng ta đang sử dụng khoảng 5 kênh, đúng không ạ, 5 kênh quảng bá, và cái lượng tiếp cận khách hàng chúng ta sẽ phân phối ra trên 5 kênh này, đúng không ạ. Đó,
thì sử dụng 5 kênh này, thì mỗi kênh ở mỗi ngày sẽ tiếp cận cho chúng ta khoảng tầm, đúng không ạ, 15 người trên ngày, 15 người trên ngày, ví dụ như vậy, 15 người trên một ngày. Và chúng ta phải share bao nhiêu lần, tính ra được số lượng share bao nhiêu lần, share bao nhiêu lần, bao nhiêu lần, ok chưa ạ? Còn nếu như mà sử dụng các cái kênh mà kênh trực tiếp ấy, thì chúng ta cần phải đăng bao nhiêu bài. Như vừa xài pin tính ra, ví dụ như là chỉ là 3 người tiếp cận được một bài viết thì cần phải đăng 25 bài, đúng không ạ? 25 bài, đúng không ạ? 25 bài ở trên các kênh như là Marketplace, như là trên kênh các kênh ở group, đúng không ạ? Hay là share, đúng không ạ? Và chỗ này nó tính toán được cái tỷ lệ, đúng không ạ? Tỷ lệ mình cần phải đăng. Đó. Và nếu như chúng ta không nắm được cái chỗ này ấy, là tôi nghĩ rằng là chúng ta làm như kiểu là làm kiểu như là hên xui ấy, kiểu như là may rủi ấy, đúng không ạ? Ok không ạ? Chỗ này mọi người hình dung chưa? Hay không ạ? Chỗ này các bạn cảm thấy là nó ứng dụng được không ạ? Nó thực tế không ạ? Và admin sử dụng công thức này để mình chiến thắng. Đó là lý do tại sao mà lúc nào tôi phải đăng content, đúng không ạ? Một ngày tôi đăng content như thế nào, đúng không ạ? Content của admin nó cao cấp hơn rất là nhiều, không phải là content bán hàng, mà tôi sáng tạo ra các cái content liên quan đến vấn đề về tài chính chẳng hạn. Tôi làm dự án về tài chính, tôi đăng tải vấn đề về content về tài chính, một cái content rất là dài như thế này thì admin chỉ cần khoảng tầm 15 phút thôi, đúng không ạ? Còn các cái vấn đề về fanpage chẳng hạn, hay là cái group chẳng hạn, để nuôi một đội nhóm như thế này, tôi đăng tải lên trên này những cái content, rất là nhiều content chia sẻ kiến thức, đúng không ạ? Bạn hãy nhìn thấy ngày nào cũng có hết. Đây là vấn đề về tài chính, vấn đề dropship cũng như vậy. Đây vấn đề về dropship, đúng không ạ? Đấy, mình làm ra những cái hình ảnh rất là đẹp. Đây bạn hãy nhìn thấy ở đây, hình ảnh ở đây, đúng không ạ? Và mình làm ở đây rất là nhiều, và một ngày ấy, đúng không ạ, cái content nó là tiền. Bạn hình dung ạ, cái content nó là công việc của mình, và mình không đăng lên ấy, thì gì ạ, sẽ mình không có tiền. Và đây là giá trị gì ạ? Giá trị thặng dư, đúng không ạ? Và đây là giá trị gì? Giá trị chuyển đổi tương lai. Tức là ngày hôm nay mình không làm thì ngày mai chắc chắn là sẽ không có. Và đây tính ra được rồi, chúng ta đã tính toán ra được cái số lượng bài cần phải làm, chúng ta tính ra toán ra được cái số lượng kênh mà cần phải thực hiện, đúng không? Nếu mà chúng ta không làm thì chắc chắn rằng cái mục tiêu mà 5 triệu một tháng này nó hoàn toàn xa vời. Khi mà mình nắm được cái này gần như là đã nắm được kỹ thuật rồi. Và chúc mừng tất cả các bạn trong buổi ngày hôm nay đã được học cái cách này để mình thành công. Tại vì nếu không thì chúng ta làm cái cơ sở nào, chúng ta án chừng ở cái số liệu nào, ở cái con số nào để chúng ta có thể làm được, đúng không nào? Và ngay cái chỗ này chúng ta sẽ xác định được là mình phải như thế. Ngày hôm nay chưa đạt đủ target thì chưa đi ngủ, thì chắc chắn rằng là gì ạ? Mình sẽ thành công thôi. Sự cố gắng của người kinh doanh nó nằm ở cái công thức này. Ok không ạ? Ok không ạ? Mọi người cảm thấy ổn hơn chưa? Và xíu nữa thì sẽ đi về cái vấn đề của triển khai, đúng không ạ? Triển khai và mình sẽ đưa cho các bạn deadline về kênh, đúng không ạ? Chú ý những vấn đề về hình ảnh, tập trung những vấn đề về chiến lược, đúng không ạ? Là chúng ta sẽ đạt được cái kết quả thôi. Chỗ này mình có ai không hiểu không ạ? Nếu mà hiểu các bạn comment hiểu, đúng không ạ? Tuyệt vời. Ok, comment đi ạ. Hiểu không ạ? Buộc các bạn phải ghi chép, và nếu như bạn không ghi chép bạn có thể là lờ mờ nhớ, đúng không ạ, thì nó sẽ quên đi thôi. Ai mà hiểu được điều này chắc chắn rằng làm sẽ ra kết quả, đúng không ạ? Và cả một hệ thống của admin các bạn có thể nhìn thấy rất là ngưỡng mộ, rất là có nhiều kênh, đúng không ạ? Fanpage cả trăm cái, group cả trăm cái, đúng không ạ? Rồi là website rất là nhiều. Và tại sao mình xây dựng được một hệ thống content khổng lồ như vậy và mình có cái như thế này? Ngày nào mình cũng phải có một hai cái và tích tiểu thành đoạn, tích biểu thành đại. Và qua một quá trình thời gian ấy, là những hệ thống kênh này nó có đầy đủ các cái content và nó tạo ra một cái chuyển đổi rất là khổng lồ. Tại vì đây là internet, mà internet thì các bạn không thể gì ạ, không thể tưởng tượng được cái sức mạnh nó như thế nào. Kinh doanh offline, cái shop của bạn đang ở trung tâm một thành phố lớn, đúng không ạ, thì nó sẽ tương tác được với số lượng khách hàng rất là đông. Nhưng mà trên internet lớn cỡ nào nó cũng có số lượng. Nhưng mà trên internet thì bạn không thể tưởng tượng được số lượng. Ví dụ như bạn bị lộ một cái clip, đúng không ạ? Nhạy cảm, đúng không ạ? Ví dụ như là clip gì đấy rất là nhạy cảm, thì cái tốc độ lan truyền chỉ một tiếng mà cả Việt Nam biết, thì bạn biết được cái tốc độ internet nó cỡ nào, và đó là tiềm năng trên internet. Và vì cái tiềm năng như vậy, chúng ta sử dụng cái công thức này, chúng ta sử dụng một cái deadline dành cho chính bản thân mình, chắc chắn chúng ta sẽ thành công thôi. Nhớ nhá, và công thức này, đúng không ạ? Các bạn hãy ghi nhớ nó. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục qua một phần nữa, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ làm gì bây giờ? Ok, chúng ta sẽ làm gì, đúng không ạ? Ok, và bây giờ là những cái thực tế này. Ok, thì bây giờ trước khi mà
làm gì, đúng không ạ? Thế mình sẽ chỉ cho bạn các chiến lược marketing. Những cái chiến lược marketing này là những cái chiến lược mà được đào tạo trong những cái khóa VIP member, những cái khóa quá trình, đúng không ạ? Và chiến lược gồm như thế nào? Thì trong cái quá trình kinh doanh ấy, người ta ăn thua nhau ở chiến lược, người ta ăn thua ở nhau ở cái vấn đề về cái tư duy kinh doanh, nó nằm ở cái chỗ này, tinh hoa nằm ở chỗ này. Đầu tiên đó là có rất là nhiều chiến lược, đúng không ạ? À, ví dụ như là chúng ta đối với kênh chẳng hạn, đúng không ạ? Sử dụng kênh, có chiến lược của kênh, đúng không ạ? À, ví dụ như là giảm giá. Đây, đối chiến lược, em sẽ list cho mọi người nhé, chiến lược về sản phẩm, đúng không ạ? Chiến lược là gì, đúng không ạ? Chiến lược là cách thức mà người khác sử dụng à, để gì ạ? Để chiến thắng thị trường, đúng không ạ? Mà là cái chiến lược đó là một cái công việc làm khác biệt so với người khác, thì đó gọi là chiến lược. Bạn hiểu cái chính xác nó là như thế, đúng không ạ? Và mình không có điều gì khác biệt thì mình sẽ không có chiến lược. Tức là mình làm giống như những người khác thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ không thành công được. Kênh này, sản phẩm này, à, hình ảnh này, đúng không ạ? Gọi là chiến lược content này, đúng không ạ? À, chiến lược đối với kênh, chiến lược với sản phẩm, chiến lược đối với content, chiến lược đối với khách hàng, đúng không ạ? Chiến lược với cái cách, đúng không ạ? Cách quảng bá, cách tiếp cận, đúng không ạ? Cách tiếp cận, đúng không ạ? Cách tiếp cận khách hàng. À, và chúng ta phải hiểu thấu cái chiến lược này còn nữa nhá, còn rất nhiều thứ để nói về vấn đề chiến lược này, không thể nào mà nói hết được đâu, đúng không ạ? Ví dụ như là chúng ta đang hình dung cái bản chất của cái chiến lược á, là bây giờ chúng ta ví dụ như là mua mua tặng, đúng không ạ? À, hay là chúng ta giảm giá cho khách hàng, thì đấy là những cái chiến lược cụ thể. Còn các bạn muốn hiểu về cái chiến lược toàn bộ á, thì ở đây mình sẽ chỉ cho bạn cái chiến lược toàn bộ vấn đề nhá. Ví dụ kênh này, đúng không ạ? Về vấn đề về cụ thể về kênh này, ví dụ như là khi mà khách mua hàng ấy, khi khách mua hàng trên mỗi kênh khác nhau thì sẽ có những ưu đãi khác nhau. Ví dụ như là mua hàng trên fanpage á, đúng không ạ, thì sẽ giảm giá 10% chẳng hạn, đúng không ạ? Mua hàng trên Shopee thì sẽ giảm giá 20% chẳng hạn, đúng không ạ? Mua hàng trên website thì sẽ giảm giá 25% chẳng hạn. Đó, nếu mà các khách hàng ấy like, đúng không ạ, và tham gia cái group ấy chẳng hạn, thì là sẽ giảm 30% chẳng hạn. Đó, thành viên VIP, đúng không ạ? À, thành viên VIP thì sẽ giảm khoảng 35% trong những cái lần mua hàng đầu tiên, đúng không ạ? Ví dụ như vậy, hoặc là những cái lần mua hàng tiếp theo, thì đây là chiến lược về kênh, ok chưa ạ? Và nếu chúng ta làm kinh doanh, chúng ta không sử dụng chiến lược kênh thì nó là một điều phí phạm. Tại vì sao? Tại vì không tạo ra được cái sự khác biệt, không tạo ra được cái sự kích thích cho khách hàng. Và ứng dụng nó như thế nào? Ứng dụng là mình viết thẳng luôn, ok, bạn lên trên kênh này ấy là sẽ gì ạ? Sẽ được nhận ngay, đúng không ạ? Nhận ngay 10%. Luôn luôn là như vậy. Nó sẽ là một cái hiệu ứng rất là tốt. Ok, đối với sản phẩm, đúng không ạ? Đối với sản phẩm thì có thể là giảm giá. Giảm giá sản phẩm này. Ok, giảm giá sản phẩm nhá. Hai là tặng sản phẩm này, tặng sản phẩm, tặng quà đó. Hai, ba là vấn đề về combo sản phẩm, đúng không ạ? Thì khi mà xíu nữa thì nói về vấn đề áp dụng cái chiến lược này lên trên một cái các cái hệ thống kênh cụ thể đấy, thì chúng ta sẽ vận dụng nó một cách linh hoạt tất cả những cái vấn đề này để tạo ra được gì ạ? Tạo ra được một cái cách quảng bá, nó gọi là chiến lược, các bạn hình dung không ạ? Chứ không phải chiến lược mà cụ thể một một đấy, đúng không ạ? Cái này cái kia, đúng không ạ? Thì nó rất là gì ạ? Các bạn sẽ rất là bị động, các bạn không thể nào sáng tạo được. Đồ học với admin là các bạn có thể sáng tạo tối đa, đúng không ạ? Ứng dụng một cách gọi là linh hoạt tất cả những vấn đề này đó vào trong cái thực tiễn kinh doanh của mình. Đối với content thì sao? Content tức là chúng ta phải làm một cái hình ảnh cho nó đẹp lên, đúng không ạ? Chúng ta phải lồng ghép cái chữ ấy. Đấy, cái content tách cái chữ ấy vào hình ảnh, vào hình ảnh. Chứ không phải vào một cái hình ảnh bình thường. Ví dụ như là như thế này, ví dụ như là chúng ta đang sử dụng một cái hình ảnh rất là bình thường, đúng không ạ? Sử dụng hình ảnh bình thường thì bây giờ là chúng ta sử dụng một cái hình ảnh rất là bình thường như bình thường thôi, đúng không ạ? Thì rất là khó để tiếp cận, đúng không nào? Nhưng mà ví dụ như ở đây, đúng không ạ? Ví dụ như ở đây. Đây.
Đây chúng ta đang sử dụng một cái hình ảnh có thêm đúng không ạ? Chúng ta đang sử dụng một cái hình ảnh gì ở đây ạ? Hình ảnh này là có thêm gì ạ? Có thêm màu sắc, có thêm chữ rồi đúng không ạ? Tuy nhiên rằng đấy chưa dừng lại ở đấy đúng không ạ? Chưa dừng lại ở đấy mà chúng ta bây giờ là chúng ta phải thêm đúng không ạ? Chúng ta phải thêm nữa đúng không ạ? Chúng ta phải thêm chữ nữa đúng không ạ? Ví dụ như là sao up 40% dock sạc iPhone đúng không ạ? Ví dụ như thế này. Ok, thì đây là gì ạ? Nó sẽ khác tạo ra sự khác biệt là gì? Là khách hàng người ta sẽ nhìn trực quan hơn với việc là một cái người chỉ bán à một cái điện là một cái à, ví dụ như là cái cục sạc iPhone đi, ví dụ như này khi kiếm trên Facebook này, khi các bạn đăng ở trên này á thì người khác sẽ nhìn thấy như thế này thôi đúng không ạ? Đây người ta sẽ đăng ảnh như thế này thôi và nó rất là nhàm chán đúng không nào? Và thay vì đó thì chúng ta đăng một cái sản phẩm như này lên thì người ta sẽ rất là trực quan, tức là cái sản phẩm này của mình đã được gì ạ? Đang được giảm giá, nhìn cái hình ảnh nó biết luôn, khỏi cần làm content luôn, bạn hình dung không ạ? Thì đây là chiến lược, sự khác biệt về hình ảnh nó là một cái chiến lược khác nhau rồi. Đấy, chứ không phải là là chữ vào hình ảnh đó. Chứ không phải là hình ảnh đơn thuần đúng không ạ? Ảnh đẹp nó đã là hình rồi, chữ vào hình ảnh nó khác rồi đúng không ạ? Và chữ gì vào hình ảnh nữa nó lại khác nữa, chữ gì vào hình ảnh nó lại khác nữa đó. Chữ gì vào hình ảnh nó lại khác nữa nhá, giảm giá đúng không ạ, hay là tặng đúng không ạ, hay là tặng kèm đúng không ạ, hay là ví dụ như đây giảm giá cái này đúng không ạ, ví dụ như là tặng, ví dụ như ở đây nhá, ví dụ như là sell up này, bây giờ một cái khác ví dụ như là tặng kèm này, tặng kèm đúng không ạ, tai nghe mua đúng không ạ, khi mua à, khi mua dock sạc iPhone đúng không ạ? Và cái chỗ này á thì chúng ta có thể, chúng ta có thể gì ạ, chúng ta có thể là truyền tải cái chiến lược này vào gì ạ, vào đây bằng hình ảnh luôn đúng không ạ? Ví dụ như là cái tai nghe, ví dụ như là tai nghe này chẳng hạn, hay ví dụ như là, chúng ta muốn đúng không ạ, thực hiện cái chiến lược thì chúng ta phải, thể hiện nó đúng không ạ, chúng ta phải thể hiện nó bằng cái content trực tuyến trực tiếp luôn thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ thành công rực rỡ đấy. Ok, và bây giờ chúng ta muốn thể hiện cái điều này đúng không ạ, thì là chúng ta sẽ để đây và thêm text. Bạn có thể áp dụng ứng dụng ngay luôn nhé. Đây, có thể bạn có thể thêm dấu cộng này, bạn thấy không ạ? Đấy. Ghi chữ tặng kèm thì nó không hay, ghi chữ tặng ngay thì nó sẽ kích thích người mua hơn rất nhiều. Đây ví dụ như thế này đúng không ạ, ví dụ như thế này đây, ví dụ như vậy đúng không ạ, đây viện như này, đây mình muốn để cho nó đẹp thì chúng ta cần phải đây, chúng ta sẽ phải thể hiện nó bằng, chúng ta truyền đạt nó bằng một cái ngôn ngữ, có nghĩa là
chúng ta phải thể hiện nó được bằng chính cái hình ảnh, đúng không ạ? Chúng ta phải thể hiện được cái điều mà mình muốn truyền đạt cho khách hàng biết đấy bằng cái hình ảnh. Chúng ta có thể sử dụng cái cách thức, đúng không ạ? Đây, ví dụ như vậy thì chúng ta người ta sẽ hiểu rằng đấy là khi mà mua ở cục sạc, đúng không ạ? À, người ta sẽ được tặng ngay cái tai nghe này khi mà mua ở cục sạc này, đúng không ạ? Và nếu đây là một cái, đúng không ạ? Đây là chiến lược, đúng không ạ? Đây. Ví dụ như thế này, đúng không ạ? Và chúng ta không thể hiện được điều này, chúng ta không thể hiện được cái ý tưởng của chúng ta muốn truyền đạt đấy, thì chúng ta sẽ thua, đúng không ạ? Chúng ta sẽ thua rõ ràng rồi. Ok chưa ạ? Và đấy là vấn đề về content, về hình ảnh này, đúng không ạ? Về vấn đề về cái mô tả này, có nghĩa là bằng cái content bằng chữ viết đấy, chữ viết đấy, cái content bằng text đấy, đúng không ạ? Content bằng text đấy. Đấy, hay là chúng ta thể hiện bằng video, đúng không ạ? Trong cái dạng content chúng ta phải sáng tạo hết mức. Đấy là chiến lược nhé, sử dụng cái gì, đúng không ạ? Ok, đối với khách hàng thì chúng ta sẽ tri ân khách hàng hay không này, tri ân khách hàng hay không này, đúng không ạ? Tặng quà, đúng không ạ? Tặng quà khách hàng hay không này, đúng không ạ? Chúng ta sẽ phân cấp, đúng không ạ? Phân tầng khách hàng hay không? Phân tầng khách hàng tức là cho khách hàng một cái quyền lợi đặc biệt khi mà mua hàng ở trong shop của mình, đúng không ạ? Đối với shop online thôi, nhưng mà khách hàng được phân tầng, đúng không ạ? Khách mua nhiều lần nó sẽ khác với khách hàng một lần, thì người ta sẽ rất là thích thú với điều này. Khách hàng mua một sản phẩm từ shop ấy thì gì ạ, sẽ được giảm 10%, nhưng mà khách hàng chỉ cần mua trên 5 sản phẩm thôi, đúng không ạ? Đúng không ạ? Trên 5 sản phẩm thôi, 5 sản phẩm ấy, thì chúng ta sẽ giảm cho khách hàng tất cả những sản phẩm trên shop của mình là 20%. Và muốn làm được điều này thì chúng ta cần phải một cái bản kế hoạch kinh doanh rất là cụ thể cho từng chiến lược sản phẩm, đúng không ạ? Để chúng ta không bị trừ hao, đúng không ạ? Chúng ta trừ hao đi để tăng kích cái lượng mua hàng của khách hàng lên, và chúng ta đây là chiến lược, đúng không ạ? Cho khách hàng nhớ nhé. Và đó là những cái này đấy, chúng ta phải gạch đầu dòng nhanh nhanh chóng ở làm sao để xíu nữa chúng ta làm xong, đúng không ạ? Kết thúc cái buổi training này chúng ta sẽ hiểu được là chúng ta sẽ áp dụng cái gì. Trở hay áp dụng được hết cái này là bạn trở thành một chủ shop luôn, chủ shop online, chủ shop, đúng không ạ? Về kinh doanh phụ kiện điện thoại như là ở bên ngoài luôn, thậm chí bên ngoài những người khác còn không biết những cái đêm này để người ta áp dụng đâu. Ok. Và cách tiếp cận có nghĩa là cái sự, đúng không ạ? Cái sức mạnh truyền thông này, một là sức mạnh của hệ thống kênh này, hai là sức mạnh của cái nghệ thuật, đúng không ạ? Nghệ thuật trong giao tiếp này, trong giao tiếp này. Đó, trong giao tiếp thì cái chỗ này ấy, lúc này cái cách tiếp cận này ấy, nó mới là gì ạ? Chiến lược như là bán hàng, đúng không ạ? À, chiến lược trong bán hàng trực tiếp ấy, tức là tiếp cận bằng cách là chúng ta sẽ bán giá rẻ, đúng không ạ? Tiếp cận bằng cách là chúng ta sẽ bán hàng free free ship, chúng ta bán hàng bằng combo, đúng không ạ? Chúng ta sẽ bán hàng là mua mua một tặng một, đúng không ạ? Mua sản phẩm này tặng sản phẩm khác đó. Đó, hay là chúng ta sẽ sử dụng các cái chiến lược hoàn tiền chẳng hạn, hoàn tiền mặt chẳng hạn, đúng không ạ? Đó, hay là chiến lược gì ạ? Hay chúng ta sử dụng chiến lược là tặng quà, đúng không ạ? Tặng quà cho khách hàng. Ok, và đây là những cái mà chúng ta cần vận dụng vào trong cái quá trình marketing, vận dụng trong vấn đề về kinh doanh của mình. Thì tất cả những vấn đề mà mình muốn nói ở đây nó là chiến lược, đúng không ạ? Và đối với tất cả sản phẩm, tất cả mọi thứ thì chúng ta có thể là ứng dụng được. Và trong cái phụ kiện điện thoại này các bạn có thể hoàn toàn thực thi được toàn bộ cái chiến lược này, bạn hoàn toàn có thể thực thi được toàn bộ các vấn đề về chiến lược này rõ ràng nhá. Ok, thì bây giờ vào vấn đề về marketing, đúng không ạ? Marketing sản phẩm. Ok, và cái phần chiến lược, đúng không ạ? Và phần chiến lược này là mọi người có hình dung được không ạ? Mọi người có hiểu không ạ? Phần chiến lược này mọi người có nắm được không ạ? Tức là cái chiến lược mà em muốn nói ở đây ra để mọi người có thể là tự do sáng tạo, đúng không ạ? Sử dụng kênh, sử dụng content, hay là sử dụng cách tiếp cận, đúng không ạ? Hay là sử dụng vấn đề về đối với áp dụng cho khách hàng. Mỗi thứ này nó sẽ có những cái chiến lược khác nhau hoàn toàn. Và các bạn khi mà biết là cái chiến lược này cộng với một cái chiến lược này, đúng không ạ? Ví dụ như chiến lược về kênh cộng với chiến lược về content nó sẽ tạo ra một chiến lược mới. Đó là tư duy mở rộng, nó sẽ nhân bản là khủng khiếp. Đó chứ không phải vấn đề cụ thể như là bán hàng, free ship, hoàn tiền, các thứ đấy là cụ thể rồi. Đấy, đã cụ thể thì ở trong cái vấn đề là cách tiếp cận thôi. Đúng không ạ? Còn là nếu mà họ hiểu sâu về vấn đề chiến lược là nó phải như thế. Đúng không ạ? Và chính xác ở trong cái buổi chia sẻ này nó cũng là một phần chiến lược, đúng không ạ? Các bạn được lọc ra ở trong nhóm phụ kiện và các bạn được học vấn đề về tất cả mọi thứ liên quan đến phụ kiện như thế này. Gọi là điều mong muốn của admin là muốn tạo ra một đội nhóm rất là mạnh về marketing, về kinh doanh, và được hướng dẫn rất là bài bản từ đội nhóm admin và rất là chi tiết, đúng không ạ? Rất là cụ thể rồi.
đúng không? Và chúng ta chỉ cần áp dụng thôi. Rõ ràng đây là một chiến lược của đội nhóm Fori, đúng không? Và đối với khách hàng, đối với người kinh doanh thực tế, cũng như vậy, chúng ta phải có những cái chiến lược cho đối tượng khách hàng của mình và làm cho khách hàng của chúng ta cảm thấy hài lòng, cảm thấy happy. Ok không ạ? Mọi người có nắm được hết chiến lược không ạ? Mọi người có tốc ký được không ạ? Tốc ký được bao nhiêu phần trăm không ạ? Ok. Mọi người hiểu chỗ này không ạ? Mọi người có hiểu không ạ? Hiểu thì comment là hiểu nhá, hay là hiểu là đã rõ nhá, hay là ok nhá. Ok không ạ? Ok, comment nhá, tương tác mạnh lên ạ. Cái này là thuộc phạm trù của special team á, tức là một kiến thức dành cho team cao cấp ở trong Forex Center, đúng không ạ? Cao cấp, gần như là cao cấp đỉnh cao nhất ở trong Forex Center mới được học vấn đề về chiến lược như này. Tại vì chiến lược này để áp dụng cho toàn bộ vấn đề, đúng không ạ? Toàn bộ vấn đề chứ không phải vấn đề là bạn học là chỉ như vậy thôi thì các bạn kiểu như là dập khuôn máy móc và học với admin là nó dập khuôn đó là chán lắm, đúng không ạ? Ok, bạn có thể sử dụng cái chiến lược này, bạn làm bất cứ cái gì luôn, đúng không ạ? Thậm chí là lập ra một đội nhóm để trở thành cái vấn đề về chiến lược cho những cái chủ shop khác. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần về marketing. Ok, tiếp tục vấn đề về marketing. Marketing thì đối với chuyên marketing á, thì chúng ta sẽ tập trung, đúng không ạ, các kênh cần tập trung ngay, đúng không ạ? Và cái kênh mà cần tập trung ngay đó chính là marketplace, đúng không ạ? Bán hàng trên marketplace thì các bạn sẽ sử dụng, đúng không ạ, cái Facebook, đúng không ạ? Trong Facebook ạ, nó có cái chức năng marketplace này, đúng không ạ? Chức năng marketplace này, đúng không ạ? Marketplace đây, đúng không ạ? Chức năng marketplace trên Facebook, và nếu như Facebook bạn nào không có chức năng marketplace á thì chúng ta sẽ xem lại, đúng không ạ? Chúng ta vào thử cái link, đúng không ạ, là facebook.com/marketplace xem mà nó có hiện hay không nhá, hay là chúng ta có đủ 18 tuổi hay không nhá, nó mới hiện nhá, đủ 18 tuổi nó mới hiện nhá. Còn cái nick mà nếu không có thì các bạn phải mua via, đúng không ạ? Phải có via. Ok, và trong cái này á, thì chúng ta sẽ bấm vào tạo niêm yết mới. Tuy nhiên trước khi tạo niêm yết thì chúng ta có thể là chỉnh sửa cái bộ lọc này về cái vị trí địa lý mà chúng ta mong muốn target. Hãy xác định đây là những cái vùng mà không có dịch, đúng không ạ? Không có dịch, có khách hàng tiềm năng nhiều, đúng không ạ? Đó, và đó là khu vực đông dân cư, đó là các cái trung tâm huyện, các trung tâm thành phố, nhớ nha, vị trí nha. Ok, và bán kính của nó là chúng ta nên sử dụng bán kính là từ 5 đến 20 km thôi, đúng không ạ? Đó, và bán kính càng nhỏ thì target được càng tốt, nên nhớ là như vậy nha. Ví dụ như bấm ở đây là chúng ta sử dụng vào Đà Lạt, thì sau đó là chúng ta bấm vào tạo niêm yết và bán mặt hàng mới, thì các bạn có thể sử dụng trên điện thoại và gì ạ, trên điện thoại hoặc là trên máy tính đều được, đúng không ạ? Thì những cái phần quan trọng đó là phần tiêu đề. Trong phần tiêu đề ấy, thì lúc nào chúng ta phải đặt, đúng không ạ? Đối với marketplace ấy, thì chúng ta vấn đề về marketplace này, marketplace này là vấn đề cần chú ý này, cần chú ý các vấn đề sau. Là đầu tiên là vấn đề về vị trí nhá, hai là vấn đề về phạm vi nhá, phạm vi, đúng không ạ? 5 đến 10 kỳ đến 15 km thôi là ổn rồi, đúng không ạ? Rồi là vấn đề về tiêu đề, nhớ nha, tiêu đề thì lúc nào cũng phải có nghĩa là thanh lý, đúng không ạ, xả kho, giảm giá, đúng không ạ? Rồi là những cái từ, đúng không ạ, từ ngữ mà có mang tính chất tượng tượng hình ấy, rất là sâu sắc, làm cho người khác để ý đến sản phẩm của mình ngay lập tức, đúng không ạ? Có thể là thêm ngoặc vuông, ngoặc kép, đúng không ạ? Thêm ngoặc vuông vào để cho nó rõ hơn, đúng không ạ? Nó rõ ý hơn, xả kho, đúng không ạ? 100 cái cáp, đúng không ạ? Ví dụ xả kho 100 cáp. Ví dụ như là giảm giá tụt quần, đúng không ạ? Hay là giảm giá kịch sàn, đúng không ạ? Sell up, đúng không ạ? Kịch sàn, đúng không ạ? Kịch sàn, đúng không ạ? Kịch sàn, đúng không ạ? Ví dụ như vậy, hoặc là nghỉ bán, đúng không ạ? Nghỉ bán, thanh lý, đúng không ạ? Nghỉ bán, thanh lý, nghỉ bán. Đúng không ạ? 100 cục sạc như vậy, ví dụ như vậy thì đẳng cấp luôn, đúng không ạ? Ngày mai đăng một phát là mốt có đơn luôn đó. Rõ ràng là như vậy nhá. Và cái vấn đề này là
trong nội dung của cái khóa học về marketplace công nghiệp đó, đúng không ạ? Ok, tiếp theo là vấn đề về mô tả. Mô tả thì cầm từ khoảng tầm 7 đến khoảng tầm 10 dòng thôi. Và trong đó chú ý về cái vấn đề là một đấy là chúng ta phải mô tả ngắn chúng ta đang bán gì, đang bán gì, có bảo hành hay không, bảo hành ra làm sao, đúng không ạ, chính sách như thế nào, đúng không, có tặng cái gì hay không, tặng quà cái gì hay không, có free ship hay không, đúng không ạ. Đó, sau đó là địa chỉ của mình là gì, đúng không ạ, số điện thoại hotline của mình là gì để người ta liên lạc, đúng không ạ. Và cái này á, địa chỉ và số điện thoại nó quan trọng, nó quan trọng vô cùng. Tức là khi mà chúng ta nhìn vào một bài chúng ta nhìn vào một bài trên marketplace, đúng không ạ, khi mà không có, đúng không ạ, khi mà không có cái thông tin như vậy ấy, thì chúng ta có đủ tự tin để chúng ta mua không, đúng không, chúng ta có đủ tự tin để mua không ạ, không đủ tự tin để mua. Và chúng ta có đủ cái happy để mình mua không ạ? Đấy, ví dụ như là 50 áo khoác măng tô 50.000, đúng không ạ, mình cũng sợ chứ, đúng không ạ. Và nó, đúng không ạ, thậm chí cái chỗ này còn không có mô tả thì thật sự luôn là đây là cái điều mà sai lầm đó. Và nếu mà không làm chuẩn thì chúng ta sẽ không lên sell top được. Ok, và có thẻ tag, đây là nội dung nhá. Thẻ tag là cái thăng đấy, đúng không ạ. Ví dụ như là ai tai nghe, đúng không ạ, tai nghe 6S chẳng hạn. Ví dụ như thế nhá. Tiếp theo là vấn đề về hình ảnh, đúng không ạ, hình ảnh luôn phải đẹp rồi, hình ảnh rõ ràng là phải đẹp nhất rồi, đúng không ạ, hình ảnh mà không đẹp thì chắc chắn rằng sẽ không có người mua rồi đó. Và hình ảnh chúng ta phải thật sự là rất là đẹp, chúng ta phải có hình ảnh đẹp nhá, hình ảnh phải đẹp kèm khung vào, đúng không ạ, để chúng ta lách, đúng không ạ, muốn lách đăng được một cái sản phẩm mà hàng trăm, đúng không ạ, hàng trăm bài khác nhau á, thì chúng ta phải chèn khung vào, và khung phải bản lớn mà thì nó mới lách, AI nó mới lách được, thì chúng ta có thể là đăng được rất là nhiều bài khác nhau nhé. Và trùng mô tả nó không có quan trọng đó, chỉ cần khác hình ảnh là được rồi, và một bài chỉ cần một hình ảnh thôi. Và đây là còn cái danh mục ấy, danh mục thì chúng ta có thể chọn lung tung, đúng không ạ, chọn không cần, đúng không ạ, không cần, đúng không ạ, không cần. Điểm cá nhân của Epin có nghĩa là cái danh mục á, trong cái danh mục này á, là mình có thể cái hạng mục á, chúng ta có thể để bất kỳ cái gì vào trong này. Tại vì đối với phụ kiện điện thoại á, là bất kể cái danh mục nào cũng có sản phẩm, cũng có người mua của mình, đúng không ạ. Mình có thể là sử dụng bất cứ cái hạng mục nào, đúng không ạ, chứ không phải nhất thiết là phải vào đây đâu, đúng không ạ. Một bài đăng chỉ cần một hình ảnh thôi, đúng không ạ. Quan điểm cá nhân này mình, một bài đăng chỉ cần một hình ảnh nó đỡ tốn tài nguyên, đúng không ạ. Quan trọng về cái số lượng bài đăng một ngày, số lượng nhá, lượng bài đăng một ngày và tối thiểu được 20 bài, đúng không ạ, càng nhiều càng tốt, đúng không ạ. Và chúng ta có thể sử dụng 2-3 nick, đúng không ạ, sử dụng đến 2-3 nick để mình đăng, thì tức là một ngày mình sẽ đăng được từ 50-60 bài, thì chắc chắn rằng đấy là bạn đơn ngày nào cũng phải bèo ấy. Thì đây tính ra như thế này rồi, một bài là mình có thể tiếp cận được 3 người đi chẳng hạn. Cái mắt nhìn của cái marketplace nó không đúng đâu, nó không có chính xác đâu. Nhưng mà chúng ta cứ tính thử đi, 60 bài mà chúng ta chỉ cần một bài chúng ta tiếp cận được với 3 khách hàng online thôi là 180 người rồi, đúng không ạ? Nhân với tỷ lệ là 20% thôi, đúng không ạ? Thì là chúng ta đã có 36 khách hàng tiềm năng. Đúng không ạ? Tỷ lệ ra như vậy, 36 khách hàng tiềm năng này nhân tiếp, đúng không ạ, cho 20% nữa thì chúng ta sẽ được gì ạ? Chúng ta sẽ được khoảng tầm 7 đơn. Đây là vấn đề về số học. Ok. Địa chỉ là địa chỉ của mình á, hay là địa chỉ của kho, địa chỉ nói chung là một cái địa chỉ để do gì ạ? Mục tiêu của cái vấn đề đó là gì ạ? Khi mà bạn làm đúng như cái bước này của admin mà làm đúng như thế này thì bạn cảm thấy như thế nào? Một bài mà đúng như cái mà admin đang làm thì bạn cảm thấy như thế nào ạ? Tất cả mọi người comment ạ. Nếu như một cái bài mà làm đúng theo cái hướng dẫn như này thì nó sẽ như thế nào ạ? Và bài này là bài chuẩn, đúng không ạ? Và tất cả các đội nhóm VIP và các cái bạn ở trong special team, coaching team được học làm điều này. Khi mà làm đầy đủ như thế này thì bạn cảm thấy như thế nào ạ? Có phải nó uy tín hơn không ạ? Đúng không ạ? Nó rất là uy tín. Bản thân để có địa chỉ và hotline ấy, là nhìn vào đây ấy, đúng không ạ? Là mình biết là uy tín. Đó. Và ăn thao nhau thua, ăn thua nhau ở trên marketplace là cái gì? Đúng không ạ? Thế mình trên này hàng nghìn người giống nhau thì bây giờ làm sao để có sự khác biệt? Ví dụ như là ông nào cũng bán tai nghe 6, đúng không ạ? Tai nghe iPhone, đúng không ạ? Ví dụ như vậy đi. Thằng nào bán như vậy thì thằng nào là thằng lựa chọn bây giờ, đúng không? Không có gì đặc biệt, có lựa chọn không, đúng không ạ? Ở đây thì chúng ta có thể nhìn thấy toàn là bài của Duy, đúng không ạ? Đây là bài của Duy này, đúng không ạ? Bài của bạn có thể Duy Nguyễn này, đúng không ạ? Bài trong team của mình, đúng không ạ? Toàn bài của Duy thôi, phủ kín như này thì chắc chắn là bán được hàng là điều đương nhiên rồi,
và nó đẹp, nó rõ ràng, nó rõ nét, nhìn thấy không ạ? Các bạn có thể nhìn thấy một cái người mà được đào tạo chuyên nghiệp ra nó như thế nào, bạn nhìn thấy không ạ? Đúng như cái điều mà FB đang chia sẻ không ạ? Thanh lý xả kho này, đúng không ạ? Đúng không ạ? Tại vì đây là được học rất là bài bản, và làm ra thì cái số lượng đơn của Duy ấy thì là không thể đếm được nữa rồi, đúng không ạ? Anh em có thể xem những cái buổi chia sẻ trước của Duy, đúng không ạ? Ok, và bạn có thể nhìn thấy đúng 5 đến 10 dòng không ạ? Đúng không ạ? Thông tin sản phẩm kèm tai nghe, đúng không ạ? Không khác gì một cái gì mà admin đang như này. Tại vì sao ạ? Được học rất là bài bản từ đội nhóm của Fori, được là từ quá trình team lên digital team lên special team, và đã làm là phải làm như vậy. Các bạn có thể nhìn thấy này, mô tả từng 7 dòng đang bán gì, bảo hành gì, chính sách làm sao, tặng quà hay không, địa chỉ hotline thẻ tag. Bạn có thể nhìn thấy bài là duy bài đây, bài bất kỳ nhé, admin cũng không biết đâu, đúng không ạ? Đấy, thẻ tag này, đúng không ạ? Cơ bản nó như vậy, chế độ bảo hành 3 tháng này, đúng không ạ? Âm thanh đồ các thứ các bạn có thể nhìn thấy, tuyệt vời không ạ? Rất là tuyệt vời đó. Thì như này ấy, thì nó uy tín, rõ ràng nó uy tín, và như thế này đúng thật là lên nó top, đúng không ạ? Gõ lên là tai nghe iPhone phát là lên top luôn, toàn là bài của Fori không, đúng không ạ? Thế này bán được là điều đương nhiên, tại vì có bao nhiêu phủ hết rồi mà. Thì bây giờ còn chỗ nào của thằng khác nữa không ạ? Toàn bài của mình thôi thì chắc chắn người khác kiếm sẽ ra mình, và cảm thấy uy tín thì người ta sẽ liên hệ thôi, đúng không ạ? Rõ ràng đấy là điều đương nhiên rồi. Ok, và đây là marketplace, đây là marketplace, và cái group, đúng không ạ? Bán hàng trong hội nhóm, bán hàng trong hội nhóm, bán hàng trong hội nhóm. Ok, đúng không ạ? Chỗ này tuyệt vời đúng không ạ? Cái marketplace là một cái điều rất là tuyệt vời. Nếu mà đăng đúng như này là chắc chắn ra đơn, nếu không ra đơn thì nghỉ kinh doanh, chắc chắn ra đơn đúng không ạ? Được không ạ? Các bạn nào được không ạ? Đây là kiến thức ở trong khóa học về marketplace công nghiệp, đúng không ạ? Và sell top marketplace đấy, nội dung đó, đúng không ạ? Giá để bằng không, giá để không đồng để cho khách hàng tò mò vào, đúng không ạ? Đó là lý do tại sao ấy, cũng người khác cũng đăng, mình cũng đăng, nhưng mà mình không có đơn hàng, người khác lại có đơn, chúng ta đăng quá ít, một ngày có ba bốn bài thì làm sao mà có đơn được, không bao có đơn, đúng chưa ạ? Và chiến lược như vừa sau này mình nói rằng đã là giảm giá khuyến mãi gì đó, hãy thể hiện vào trong phần content của mình, thể hiện vào trong hình ảnh của mình, đúng không? Các bạn có thể nhìn thấy lại vừa xong cái hình ảnh của admin chia sẻ, đúng không ạ? Chúng ta có thể nhìn thấy lại cái hình ảnh của admin vừa chia sẻ xong đó, đúng không? Chúng ta có thể nhìn thấy cái hình ảnh vừa trong admin chia sẻ đây, đúng không ạ? Nếu như mà chúng ta đang bán hàng mà có hình ảnh như này thì sao ạ? Tỷ lệ bán hàng có cao không ạ? Bạn nghĩ là nó cao hơn không ạ? Nó cao hơn một cái hình ảnh bình thường giống như là chỉ là một cái cục sạc hay không đó. Bạn nghĩ như thế nào ạ? Rồi là được tặng cả một cái tay như thế này, đúng không? Vì bán 150 mà bán tặng cả tay này là chuyện bình thường thôi, vẫn lời gấp đôi mà. Vì lý do tại sao bán phụ kiện điện thoại, tại vì lúc nào cũng lời gấp đôi gấp ba hết đó, giá cốt chi phí rất là thấp, còn lại lợi nhuận rất là cao, thì lúc này mình sẽ tự do thực hiện các cái chiến lược marketing của mình. Ok, bạn nghĩ gì khi mà sử dụng hình ảnh này để làm quảng bá? Tất cả các bạn comment xem nào, đúng không ạ? Cạnh tranh tốt không ạ? Người khác sẽ mua không ạ? Nó khác biệt so với cái việc mà chúng ta chỉ đang ngồi cục sạc đơn thuần thôi ạ. Như nào ạ? Comment xem nào, đúng không ạ? Học cũng phải tương tác chứ, đúng không ạ? Đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta lười thì chúng ta sẽ không có gì, và đây là kinh doanh, là một cái nghề, và nếu như các bạn thật sự là xem kinh doanh và phụ kiện, đây là một cái ngách siêu lợi nhuận, đúng không ạ? Và đây là cái công việc của chúng ta, là chúng ta phải tạo hình ảnh, cái hình ảnh giống như mình vừa xong làm cho các bạn xem đấy, mấy phút là xong rồi, đúng không ạ? Bây giờ không thích tặng cái tai nghe này nữa, tặng cái cáp sạc, đúng không? Cứ cái thay vào đây tạo ra một cái khác rồi chúng ta đăng đó. Marketplace thì nó, bạn làm đúng theo như thế này thì chẳng bao giờ bị dính vi phạm chính sách, đúng không? Chẳng bao giờ bị dính vi phạm chính sách cả, đúng không ạ? Và nó không có cho phép bịa như các từ liên quan đến iPhone các thứ, thì là nó là cái vấn đề về từ nhạy cảm, đúng không ạ? Thì chúng ta bỏ từ iPhone đi, chúng ta chỉ ghi chữ IP thôi, đúng không ạ? IP7S ví dụ vậy, hay là IPXS Max chẳng hạn, thì nó sẽ không có vấn đề gì, nó sẽ kỵ vấn đề về iPhone, làm nhiều thì nó sẽ né được cái vấn đề về chính sách này, còn lại là nhìn đọc hình ảnh thôi. Các bạn rõ ràng là như thế này, đúng không? Ai ai chẳng biết đây là tai nghe của iPhone, làm gì cần chữ iPhone ở đây, đúng không ạ? Đó, chỉ cần ai cũng biết đây là iPod, đúng không ạ? Đâu cần nhất thiết là phải ghi chữ iPhone iPod ở đây, đúng không ạ?
người Việt Nam rất là thông minh. À, tôi chứng tự chứng minh cho các bạn biết này, thông minh đến cỡ nào này. Ok. Ok, thông minh nha. Bạn nhìn ở đây này, không cần nhìn vào trong không cần nhìn vào trong cái phần, đúng không ạ? Không cần nhìn vào trong cái phần tiêu đề đâu, đúng không ạ? Các bạn cũng biết ở đây là bán gì rồi. Nên ra cái vấn đề muốn lách vi phạm chính sách ấy, thì làm cái ảnh cho nó đẹp, thật đẹp lên. Thế thôi, đúng không ạ? Như là cái hình này, đúng không ạ? Thì bạn biết thừa là bán gì rồi, nó đâu có cần để cái gì đâu, nó đi một chữ thanh lý thôi, đúng không ạ? Rõ ràng, đúng không ạ? Đây là sách cái các cái vấn đề về phụ kiện đồ chơi, đúng không ạ? Tình dục, nhưng mà gì ạ? Nó đâu có cần phải ghi cái gì vào đấy đâu, ông nhìn nó biết mà, đúng không ạ? Nên vấn đề muốn lách vi phạm chính sách, đây là một cái ví dụ, đúng không ạ? Ông làm cho cái ảnh nó tốt lên, ông lách hết, khỏi cần làm content, đúng không ạ? Nhưng ở đây đây là vấn đề bán sản phẩm, đúng không ạ? Nên ra là mình làm kia thì gì ạ? Nhìn phát là biết rồi, đúng không ạ? Việt Nam, người Việt Nam nhìn biết là, đúng không ạ? Nhìn phát là biết số nhà, ông nhìn gái ông biết luôn là nó ở nhà ở đâu, đúng không ạ? Số điện thoại thế nào luôn rồi á, chứ đâu cần phải gì đâu, đúng không ạ? Đó nên ra là chúng ta hãy tập trung vào vấn đề về mấu chốt, đúng không ạ? Đừng quá tập trung vào vấn đề tiểu tiết, còn vấn đề về chính sách rồi là các vấn đề kia thì làm nhiều chúng ta sẽ né ra được những cái vấn đề về bản quyền rồi những cái vấn đề về chính sách thôi, mà căn bản làm hình đẹp ăn hết, đúng không ạ? Làm hình đẹp, làm video hay là làm content tốt là chiến tất tần tật luôn. Vấn đề hội nhóm tương tự, đúng không ạ? Tương tự như, đúng không ạ? Về vấn đề content đấy, content thì tương tự như market, đúng không ạ? Vấn đề hội nhóm này, ok. Về content thì nó đây là cái content chuẩn rồi. Ok, tất cả vấn đề liên quan đến content thì các bạn cứ làm cái content như thế này là khá là ổn. Ok, bạn bán cho hội nhóm như vậy, nhưng mà nhưng mà tham gia cái hội nhóm nào thì từ khóa này, từ khóa để tìm nhóm tốt này, để tìm nhóm tốt này là chợ mua bán với tỉnh. Ví dụ như là tôi muốn bán hàng ở Đà Lạt, đúng không ạ? Chợ mua bán Đà Lạt. Ví dụ như tôi là muốn bán hàng trên Đà Lạt, tôi nghiêm từ khóa này, các bạn thấy không ạ? Và cái nhóm nào trên 40.000 thành viên thì mình sẽ tham gia. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây mình tham gia hết không ạ? Chợ tốt Đà Lạt, chợ tốt Đà Lạt, chợ tốt Đà Lạt. Ủa, tham gia thôi và bán hàng trong này, đúng không ạ? Và một ngày á cũng đăng như vậy, một ngày đăng ở trong nhóm là khoảng tầm 10 bài, 10 đến 20 bài số lượng target nha. Và nó chức năng bán hàng trong nhóm rất là hay, chỉ cần đăng một bài thôi, đăng một bài và sau đó là chia sẻ ra 10 nhóm khác nhau và chia ra sáng là một lần, chiều là một lần, đúng không ạ? Hoặc là tối là một lần, chứ không làm một phát thì nó sẽ dính gì ạ? Làm liên tục đấy, liên tục thì bạn sẽ bị dính spam. Và nếu mà bán hàng trong hội nhóm là bán cực kỳ đỉnh cao luôn, cực kỳ khủng khiếp luôn. Tôi phải nói cái vấn đề này cho em mình có thể nhìn nhìn nhận nhá. Cái tỷ lệ trên tương tác ở trên hội nhóm cực kỳ khủng, rất là cao. Và khi mà chúng ta đăng một cái content mà có một cái hình ảnh đẹp và trong đấy thì cái tỷ lệ tương tác được là rõ ràng rồi và các bạn có thể nhìn thấy rồi. Về công thức tính, đúng không ạ? Cần bao nhiêu người, đúng không ạ? Cần bao nhiêu khách hàng online tương tác, đúng không ạ? Và nó tạo ra được bao nhiêu khách hàng tiềm năng, đúng không ạ? Và khách hàng sẽ gì ạ? Sẽ tạo ra bao nhiêu cái khách hàng tối thiểu mua hàng, đúng không ạ? Để đạt được số lượng đơn như này điều đương nhiên, đúng không ạ? Quan trọng là chúng ta có làm hay không, học xong mà không làm thì mất, đúng không ạ? Và trong cái buổi học đó, chúng ta sẽ cần phải nộp deadline và trong một tuần hoặc 2 tuần đầu tiên bạn nào mà không làm được đấy thì coi như là học để biết, đúng không ạ? Còn lại nếu mà làm việc với đội nhóm, làm việc với admin thì chúng ta phải chiến, đúng không ạ? Chúng ta phải làm. Tại vì sao? Bản thân admin làm đến đâu luôn chứ mấy cái content bán hàng là chuyện bình thường, đúng không ạ? Và từ cái này làm biết bao nhiêu lâu, bao nhiêu năm mình mới ra được cái vấn đề này để hướng dẫn lại cho anh em mình đó. Ok. Và nếu mà làm liên tục thì bị dính spam nhá, nên nhớ là như vậy, nên phải chia ra sáng, trưa, chiều, tối, kể cả đăng marketplace cũng vậy. Đăng marketplace cũng như vậy. Và đăng làm sao, đúng không ạ? Sáng đăng, ví dụ như đăng một ngày 20 bài thì ví dụ như buổi sáng đăng 7 bài, buổi chiều đăng 7 bài, buổi tối đăng 7 bài là được 20 bài. Và content là tiền, nhớ rằng nhá. Lưu ý nhá. Lưu ý, đúng không ạ? À, ghi nhớ là ghi cái này bằng thật là to, dán lên trên đấy, bằng tiền. Content là nghề của kinh doanh.
Nếu kinh doanh online, tại vì sao ạ? Tại vì nếu như mà kinh doanh online á, nếu như mà kinh doanh online đó, bạn không làm content thì bạn làm cái gì, đúng không ạ? Như hôm trước thì đã nói rồi, chúng ta đi làm thuê để ăn lương, đúng không ạ? Thì người ta trả lương cho bạn vì bạn bỏ cái sức lao động ra để bạn làm cái nhiệm vụ gì đó cho cái ông chủ đó. Thì bây giờ vấn đề mình là ông chủ của chính bản thân mình luôn, mà mình không làm content, một ngày mà không đăng content ấy, là đừng có đi ngủ, đúng không ạ? Không có content, đúng không ạ? Thì đúng không ạ? Thì là một ngày thất bại. Một ngày á, content ở đây là gì ạ? Content ở đây là gì? Content đây là bài viết, ở đây là hình ảnh, đúng không ạ? Là sự tương tác với khách hàng tiềm năng, khách hàng tiềm năng của mình. Content ở đây là sự tương tác để học được kiến thức mới, học kiến thức mới. Và tất cả những vấn đề này mà mình không có một cái gì trong một ngày ấy, thì đó là một sự thất bại, đó là một niềm, đúng không ạ? Một cái nỗi buồn cho người kinh doanh online. Thế mình nói thẳng thắn là như vậy, đúng không ạ? Nó khá là nhột, tại vì sao ạ? Đa phần là chúng ta lười, nên ra chúng ta không bao thành công được. Đó, và nếu như anh mình làm thật sự là tốt, admin sẽ có cái vé cho các bạn vào tham gia vào special team của admin để các bạn có thể là học tiếp được, nâng cao trình độ. Còn lại á, bạn làm tốt như thế này thì chắc chắn rằng cái mức, ví dụ như là cái mục tiêu lợi nhuận khoảng tầm vài chục triệu một tháng á, nó đều rất là bình thường, thật sự là rất là bình thường luôn. Tại vì công thức này ấy, bán phụ kiện đã rất là tuyệt vời rồi, có những sản phẩm khác bán còn khủng khiếp hơn. Nhưng mà gì ạ? Chúng ta phải bắt đầu từ đây. Ok, một cái đúng không ạ? Tiếp theo đó là bán hàng qua fanpage. Bán hàng qua fanpage thì bán rõ rồi đúng không ạ? Fanpage thì là mình sẽ tạo, đúng không ạ? Sẽ tạo ở, chúng ta sẽ tạo ở trên đây đúng không ạ? Trên trang đúng không ạ? Bấm vào chữ trang đúng không ạ? Và bấm tạo mới. Thì phần đúng không ạ? Tên đúng không ạ? Phần đặt tên đúng không ạ? Tên fanpage á đúng không ạ? Thì chúng ta hãy đặt là viết hoa chữ cái đầu tiên, ví dụ như là phụ kiện. Có các cái cách đặt tên như thế này: một là đặt tên theo theo cái tên ngách, bạn thường đặt tên là ví dụ như là phụ kiện họa dung dung chẳng hoặc là cộng với gì ạ, có thể là đặt tên cộng với vị trí địa lý, ví dụ như là phụ kiện ABC gì đấy đúng không ạ, tại Thái Nguyên chẳng hạn. Như vậy, cái này là nó liên quan đến vấn đề SEO top fanpage nha. Tại vì nếu như bạn không đặt tên đúng ạ, nó sẽ không bao giờ ăn đề xuất, và nếu mà không ăn đề xuất thì bạn làm fanpage hoài á, nó sẽ không bao giờ ra inbox. Còn có những người á, chỉ cần làm vừa làm lên ngày hôm nay ngày mai có inbox luôn. Đây là sự thật, tại vì nó ăn đề xuất, đúng không ạ? Và đề xuất là gì? Một là phân phối của Facebook, hai là cái người khác người ta gõ từ khóa đó. Nó đây đây là từ khóa này, đúng không ạ? Nó ra ngay mình luôn. Đó, và nó ăn đề xuất thì nó sẽ lên top luôn, đúng không ạ? Và người ta sẽ inbox cho mình luôn. Rất hay, thậm chí là chưa cứ đăng một bài thôi là có đơn luôn rồi đó. Đúng không? Có nhiều người người ta không biết thì người ta cảm thấy là nó là điều thú vị, nhưng mà nếu bạn học về SEO, bạn biết về SEO, bạn biết về kênh ấy, thì nó sẽ lý giải được. Ok, cách đặt tên thứ hai là nó chẳng liên quan gì đến cái vấn đề phụ kiện hết. Đặt tên tên thương hiệu, tức là khi người đặt ra giống như Thắng đúng không ạ, đặt ra một cái thương hiệu là Bimi đúng không ạ, Bimi đúng không ạ, Store đúng không ạ, đó đơn giản như vậy thôi. Đấy, giống như là khi tạo ra một cái thương hiệu là Fori đúng không ạ, Fori Store chẳng hạn, hay là Fori Shop chẳng hạn, để bán đúng không? Đó, kiểu thế thôi. Đó, có rất là nhiều cách đặt tên, tùy cách đặt tên của bạn như thế nào, đúng không ạ? Còn nếu mà cách đặt tên mà nó theo chuẩn SEO ấy là tên, đúng không ạ? Tên ngách, tức là phụ kiện điện thoại cộng với vị trí địa lý cộng với là tính từ, đúng không ạ? Tính từ như là chính hãng, đấy, như là giá rẻ, đúng không ạ? Phụ kiện điện thoại giá rẻ, đúng không ạ? Tại, đúng không ạ? Vị trí địa lý, vị trí đúng không ạ, vị trí mà mình mong muốn target. Thì đây là cái công thức đặt tên chuẩn, nhưng mà nó rất là, nghe nó không có ngầu đúng không ạ, nhưng mà nó sẽ chuẩn. Nó chuẩn thì sao ạ, mà thì nó dễ kiếm được trên
À, trên top, và cái cách đặt nào là cái cách đặt đúng thì tùy theo các bạn. Ok, nếu như mà các bạn cảm thấy rằng nó chưa đủ ấy, tại vì một cái nick Facebook này có thể làm được cả 100 cái fanpage á, thì gì ạ, bạn đặt luôn, làm luôn ba cái fanpage, đặt tên ba tên khác nhau, tại vì cùng lúc đăng content thì đăng content ở fanpage 1, fanpage 2 và fanpage 3 luôn, và là mình có quản lý được ba cái fanpage luôn. Ví dụ như là vừa tên thương hiệu này, vừa tên ngách cộng với vị trí địa lý này, và một cái cách nữa là tên sản phẩm này. Ví dụ như là chỉ làm chuyên cái fanpage đấy dành cho phụ kiện iPhone thôi, đúng không ạ? Thì là phụ kiện iPhone cộng với, đúng không ạ, chính hãng cộng với gì ạ, vị trí địa lý, đúng không ạ? Hay là tên sản phẩm chỉ bán đúng một cái dây cáp thôi, có nghĩa là hỏi khách tao không có đâu, đúng không ạ? À, nói vậy thôi nhưng mà mình vẫn có, nhưng mà mình lấy cái tên là, ví dụ như là tên sản phẩm cộng tính từ, đúng không ạ, tính từ, đúng không ạ, cộng tên thương hiệu. À, nghĩa như là em đi tạo ra một cái fanpage nó tên là tai nghe, đúng không ạ, tai nghe, đúng không ạ, tai nghe, tai nghe iPhone chẳng hạn đó, chất, đúng không ạ, đấy, chất, đúng không ạ, tai nghe iPhone chất, thương hiệu Fory chẳng hạn, chất Fory Soft đó, ví dụ như vậy, kiểu như thế này, đúng không ạ, gạch nối ở chỗ này đó, iPhone chất, đúng không ạ, chất lượng, hoặc là tại vì là thời trang thì nó dễ hơn, dễ thương, cute, còn ở đây là tên tính từ đấy, đúng không ạ, chất lượng này, đúng không ạ, là giá rẻ này, đúng không ạ, vân vân, đúng không ạ. Tại vì là tai nghe iPhone chỉ là cái fanpage đấy chỉ bán một cái loại sản phẩm này thôi, đúng không ạ, chỉ bán đúng một loại sản phẩm thôi, đại cục sạc iPhone, đúng không ạ, chỉ bán đúng một cục này thôi, đúng không ạ, và làm rất là nhiều content, bán đúng một thứ rồi, và hôm trước đã có cái tư duy rồi, đúng không ạ, một sản phẩm bán cho hàng ngàn người nó sẽ tốt hơn rất là nhiều so với là mình bán rất là nhiều thứ và rất là lan man. Tại vì sao ạ, lúc này chúng ta không khoanh vùng được tệp khách hàng, tức là mình bán tai nghe iPhone là chỉ bán cho những thằng sử dụng iPhone thôi, loại bỏ những thằng Oppo, Samsung ra, thì trong cái cuộc đời của mình ấy, chỉ đi kiếm cái người dùng iPhone thôi nó rất là dễ và nhanh chóng có được đơn hàng đầu tiên. Còn việc mà chúng ta đứng trước một ngã ba đường rất là nhiều sản phẩm để bán cái gì, đúng không ạ, đâu là khách hàng của mình, đâu là khách hàng của mình, nhưng mà tiếp cận nó làm sao, đúng không, rất là khó. Nhưng mà bây giờ mình làm một cái thôi, mình sẽ tạo ra rất là nhiều chiêu để mình quảng bá. Đây, chiêu là gì, chiêu là chiến lược ở trên đã nói rồi, đúng không ạ, chiến lược ở trên đã nói rồi, đúng không ạ, tặng giảm giá tất cả mọi thứ vào, tập trung vào đúng một loại như này, đúng không ạ, tất cả bạn bè của mình, đúng không ạ, nó đang dùng cái điện thoại đó, đúng không ạ, chúng ta gom lại hết, chúng ta gom lại hết để chúng ta quảng bá, chúng ta giới thiệu, để chúng ta gì ạ, chúng ta marketing thì chắc chắn là chúng ta sẽ ra đơn nhanh chóng và ngay lập tức luôn, đúng không ạ, rõ ràng nó là như vậy đó. Và đấy là cái vấn đề của fanpage nhé. Và khi mà lên fanpage thì làm content, content thì cái chú ý cái content trên fanpage thì là hình ảnh đẹp đó, cộng với việc là chúng ta sử dụng chiến lược nhé. Vấn đề về content trên fanpage thì cái này là phải content trên page, trên fanpage này, là chúng ta cần phải làm hình ảnh đẹp đây, hình đẹp, đúng không ạ, phải có cái content nó mang tính chất là tiếp cận đấy. Tiếp cận tức là sao ạ, tức là nó phải đa dạng loại hình, loại content, đúng không ạ, chứ không phải bán hàng, mà đó là content theo nhu cầu của khách hàng, tức là vấn đề có thể là chia sẻ những vấn đề về cuộc sống, chia sẻ những vấn đề về tin hot, tin giật gân chẳng hạn, những vấn đề về giải trí chẳng hạn, để xây dựng mối cộng đồng, một cái cộng đồng fan hâm mộ, cộng đồng fan, đúng không ạ, để xây dựng fan, fan, đúng không ạ, fan tức là cái người hâm mộ ấy, người hâm mộ của fanpage, và người ta theo dõi của mình và người ta sẽ mua hàng của mình, đúng không ạ. Những cái tin về công nghệ rất là được cập nhật, chia sẻ rất là nhiều lên và tạo ra được cái này, chứ không phải vấn đề bán hàng, đúng không, tạo bán hàng nó là gì, đúng không ạ. Còn nếu mà đăng những này đăng cả đời không mà hết content, nó thật sự luôn, bán đúng cái Coca-Cola thôi, đúng không ạ. Người ta làm marketing hơn 130 năm, 140 năm rồi, người ta bán mãi không hết được một cái chai Coca, một chai nước ngọt, đúng không. Tại vì sao ạ, người ta đâu phải là đăng, đúng không, đăng một cái đó đâu, đăng sản phẩm đâu, người ta còn làm những cái hoạt hình giải trí các thứ. Thì ở trên fanpage mình có thể tổng hợp một cái fanpage nó có một cái màu sắc rất là tuyệt vời và thu hút được một lượng fan rất là lớn, ok, và mình bán hàng chắc chắn được, rõ ràng là như vậy. Thông tin những cái sản phẩm công nghệ tốt này, những kiến thức công nghệ hay này, những cái mẹo vặt về công nghệ, cái mẹo vặt về đời sống này, cái mẹo vặt về, đúng không ạ, rất là tốt để gì ạ, cái trên fanpage nếu bạn tốt và đặt tên thương hiệu tốt và bạn làm content tốt, thì bạn sau này bạn bán được những cái đồ như là đồ gia dụng, đồ thiết bị điện và nhiều hơn nữa về một cái tai nghe, thì lúc này á nó sẽ trở thành một cái kênh lớn hơn.
đúng không ạ, từ một cái kênh niche size đúng không ạ, niche đúng không ạ, tức là một cái kênh micro đúng không ạ, một cái kênh ngách đó, trở thành một cái kênh lớn hơn nó đa ngách. Các bạn hình dung ạ, đó là vấn đề của chiến lược trên fanpage, và nếu mà không có làm được điều này thì rất là khó để chúng ta xây dựng một cái fanpage mạnh, rất khó để tạo một cái fanpage mạnh nha. Đó, ok, và chúng ta phải sử dụng chiến lược đó. Chiến lược tức là tặng quà này đúng không ạ, thường xuyên tặng quà, thường xuyên tổ chức mini game đúng không ạ, thường xuyên tổ chức các vấn đề về giảm giá đó, khuyến mãi mạnh mẽ vào, giảm giá khuyến mãi đó, thường xuyên tạo tổ chức các cái chương trình đúng không ạ, chương trình đó, để cho khách hàng có thể tham gia đúng không ạ, tham gia vào để nhận được quà tặng, nhận thưởng đúng không ạ. Và nếu như mà chúng ta không làm được cái vấn đề này, gọi là chiến lược cho fanpage ạ, thì mãi mãi cuộc đời của mình không hề bán hàng ở trên fanpage. Tôi thật sự luôn, nếu mà bán thì bán là rất ít, được mỗi vài đơn thôi. Còn lại á, muốn bán tốt đúng không ạ, chúng ta phải cần có một đội nhóm đây này, fan, người hâm mộ, cái người mà sử dụng của mình đó, cái fan người hâm mộ, người ta muốn hâm mộ thì mình phải có game, người ta muốn ở lại mình thì mình phải tổ chức game người ta chơi đúng không ạ, người ta muốn ở lại với mình muốn thuyết phục được người khác thì mình phải giảm giá khuyến mãi cho người ta, phải tri ân khách hàng nhiều vào đúng không ạ, tri ân khách hàng nhiều vào. Và đây là những cái kênh đúng không ạ, mà trên Facebook marketing mà, và ứng dụng trên Facebook cá nhân luôn để bán hàng luôn đúng không ạ. Một kênh nữa là lấy tất cả những tư duy đấy, đó là Instagram, và các kênh của Instagram chỉ tổng hợp các chiến lược ở trên này, về content đã chỉ dẫn này đúng không ạ, các cái kiến thức này đúng không ạ, để chúng ta mở ra Instagram rất là hay luôn đúng không ạ, rất là hay, và khách hàng nó là thực tế 100%, và muốn thật sự là tốt thì chúng ta phải làm như vậy đúng không ạ. Và một cái thủ thuật, một số thủ thuật đúng không ạ, đầu tiên là chúng ta tạo ra fanpage, tạo ra kênh Instagram, hay là tạo ra các cái vấn đề về group rồi, thì chúng ta hãy lấy bài viết, lấy link bài để đăng tải vào trong các nhóm, like chéo nhá, like chéo, xúc chéo, nhớ nhá. Và like chéo là gì, lấy từ like chéo này đưa lên Facebook gõ đó. Đây, trao đổi like chéo này, trao đổi tương tác này đúng không ạ, tham gia vào đây, ví dụ như là admin, bạn có thể nhìn thấy này, các bạn có thể nhìn thấy nhá, đây admin ra tạo cái nhóm là trao đổi xúc chéo này đó, like chéo hứa trả đủ, chỉ cần vậy thôi, các bạn có thể nhìn thấy này, 22 bình luận, rất là nhiều người ở dưới này, bạn có thể nhìn thấy không ạ đó. Và cái kênh này của mình thì được bao nhiêu, bạn có thể nhìn thấy đây, một cái kênh về visa này, mình làm nhiều đúng không ạ, để lấy được tương tác lúc đầu có thể ra đơn luôn, nếu mà khách hàng đó chuẩn ấy, nó sẽ ra đơn luôn đấy. Cái này thì lâu rồi không có vận hành này đúng không ạ, đấy bạn có thể nhìn thấy không ạ, 210 người thích trang này, và admin với cái cách thức này ấy, là có những cái fanpage đến cả 5-7 nghìn người like ấy, đúng không ạ, và 5-7 nghìn người like thật đúng không ạ, ở bằng cái cách like chéo này á đúng không ạ, chứ không cần phải làm gì cả đó, và có người ra mua hàng liên tục luôn. Và sau đó là gì ạ, đấy là một cách. Thứ hai nữa là share vào các group mà không kiểm duyệt, để gì ạ, để mình có thể để mình có thể gì ạ, để mình có thể lấy tương tác từ các group đó. Ba, tại vì các bạn nên nhớ rằng đấy là khách hàng trên internet là những cái người có thể là bậc cha chú của mình, cái bậc mà tiền bối của mình, là người ta chơi Facebook, người ta tham gia nhóm thì người ta đọc tin tức ạ, người ta không có biết quá nhiều về công nghệ, nhưng mà đó là khách hàng tiềm năng, người ta sẽ mua hàng của mình, bạn nên nhớ là như vậy, chứ không phải ai ai cũng giống như mình là người marketing, là người kinh doanh, là người quảng bá cả đúng không ạ. Có những người, người ta rất là bình thường, người ta rất là không có hiểu biết nhiều về trên internet, người ta sẽ thấy bài người ta thì inbox người ta mua thôi, nên nhớ là như vậy nha, chứ không phải ai cũng pro giống như mình đâu. Trên internet cái số lượng mà là chuyên nghiệp giống như chúng ta đấy nó chỉ là vài phần trăm thôi, nhớ là như vậy đúng không ạ. Tiếp theo là chúng ta viết một bài viết hay đó, sau đó là tặng, viết một bài viết hay trên group, sau đó là quà gì đó và để cái link fanpage, fanpage lại đó, là gì ạ, người khác sẽ click vào cái link fanpage này đúng không ạ,
thông qua cái bài viết mà mình giới thiệu gì đấy ở trên một cái group, và từ đó người ta sẽ biết đến cái kênh của mình và người ta sẽ liên hệ với mình, và lúc đó nó sẽ tạo ra tương tác, nó sẽ tạo ra chuyển đổi. Và đây là thủ thuật để có traffic miễn phí, đúng không? Chạy quảng cáo, đúng không ạ? Còn nữa là nếu mà chạy quảng cáo đấy thì các bạn có một cái tài khoản Visa, có thẻ Visa, bạn có tài khoản chạy quảng cáo không bị vô hiệu hóa là bạn có thể viết 50 một ngày, đúng không ạ? Để các bạn có thể quảng bá. Đấy là điều rất là tốt, đúng không ạ? Nếu bạn có thể làm được điều đấy thì rất là tốt. Và đây là những cái kênh free traffic đối với gì ạ? Đối với kênh về Facebook marketing, đúng không ạ? Và tổng hợp một số cái nữa, đúng không ạ? Là về vấn đề về Facebook cá nhân, đúng không ạ? Facebook cá nhân, đúng không ạ? Thì chúng ta cũng có thể là sử dụng y cách như vậy để chúng ta triển khai. Ok, bạn có thể là sử dụng thêm cái vấn đề về livestream, đúng không ạ? Nếu bạn có thể làm để hướng dẫn tặng quà, tổ chức mini game, hoặc là bạn đó có thể là sử dụng các cái vấn đề về nhắn tin Messenger, đúng không ạ? Messenger hoặc là các vấn đề về bản tin, đúng không ạ? Để chúng ta quảng bá sản phẩm của mình, như là ví dụ như cái bài này của admin, đúng không ạ? Cái hình ảnh vừa xong admin sáng tạo ra đó, và bây giờ tôi đăng cái bài mà mình gì ạ? Mình đó, mình tạo bản tin này, tạo ảnh, đúng không ạ? Và mình đăng, đúng không ạ? Mình đăng một cái bài lên trên đó thì đây là một điều cực kỳ tuyệt vời luôn, đúng không ạ? Và người khác có thể là thông qua cái bản tin đấy người ta mua hàng của mình luôn, rất là hay, cực kỳ hay luôn, 24 giờ á. Đó, chúng ta tại sao, đúng không ạ, không có sử dụng cái kênh này, đúng không? Và chúng ta ngại thì thôi á, đúng không ạ? Ngại thì không có tiền thôi, đúng không ạ? Chỉ có không có tiền thì mới ngại thôi. Còn lại làm mà có tiền ấy, thì chắc chắn rằng sẽ không bao giờ ngại đâu. Ok, hãy nhớ điều đấy nhá. Còn trên Facebook ấy, thì truyền đạt, đúng không ạ? Cố gắng truyền đạt những cái, đúng không ạ? Feedback, nếu mà bán được một đơn ấy, thì hãy đưa cái feedback đấy lên trên bản tin, lên trên Facebook cá nhân, lên trên fanpage của mình, đúng không ạ? Đưa cái feedback lên, đúng không ạ? Đưa cái giới thiệu của mình lên, đúng không ạ? Giới thiệu sản phẩm của mình, đúng không ạ? Đưa những cái điều tích cực của cuộc sống, đúng không ạ? Thì chắc chắn là một thời gian sau chúng ta sẽ xác định được mình là ai, vị thế của mình ở đâu trong xã hội này, và chắc chắn 100% rằng các bạn sẽ có một cái cuộc đời nó đổi mới khác hoàn toàn. Còn nếu như bạn mà không đổi mới, bạn không có thực hiện thì bạn kiểu như là sống kiểu như là bây giờ mình sống vì Facebook hay là Facebook sống vì mình? Tại sao mới câu hỏi chỗ này admin đã có rất là nhiều cái mà chia sẻ với quá trình team của mình là như thế này: sống vì Facebook, đúng không? Hay là Facebook sống vì mình, đúng không ạ? Bạn đang sống vì Facebook, chết có mang Facebook đi theo được không, đúng không ạ? Thì vậy tại sao cứ phải ngại vấn đề trên Facebook, đúng không ạ? Chúng ta không làm gì sai, chúng ta không có tội gì hết, không có tội lỗi gì, đúng không ạ? Về Facebook ở trong này, đúng không ạ? Facebook nó phải sống vì mình, Facebook nó sinh ra để phục vụ việc các cái vấn đề của mình, đúng không ạ? Về vấn đề về giải trí của mình này, về vấn đề về chia sẻ cảm xúc của mình này, chia sẻ các cái vấn đề hoạt động tích cực của mình này, đúng không ạ? Đó là Facebook sống vì mình, hãy nhớ nha. Rồi đến một ngày nào đó, đúng không ạ, chúng ta lại vì Facebook, đúng không? Hãy tận dụng tối đa tất cả những thứ ở trên Facebook là đã ra đơn rất là tuyệt vời rồi. Một cái vấn đề nữa là kênh người thân, tức là sao ạ? Đó là bạn bè của mình, đúng không ạ? Hãy test những cái sản phẩm, đúng không ạ? Hãy test những cái sản phẩm, đúng không ạ? Thật là tốt, thật là hiệu quả để tặng cho bạn bè của mình chẳng hạn, đúng không ạ? Cho những cái người người thân, đúng không ạ? Những cái người ở trong gia đình của mình này, gia đình, đúng không ạ? Bạn bè của mình, gia đình của mình, đúng không ạ? Hàng xóm của mình, đúng không ạ? Hàng xóm, đúng không ạ? Đó, những người mà mình quen biết, đó, những người ở cơ quan của mình chẳng hạn. Đây là những kênh người thân, và đó là những cái kênh cực kỳ hữu ích. Ví dụ như này thì đã không rất là nhiều đơn, không thể đếm bao nhiêu đơn nữa. Ví dụ như ngồi trong một cái quán, một cái không gian là uống cà phê thôi, người ta tâm sự là vừa mới bị, đúng không ạ, mất cái cục sạc, vừa mới bị con bé ở nhà nó giật đứt gãy mất cái tai nghe chẳng hạn, thì bây giờ là như thế nào? Nghe cái câu chuyện rất đơn thuần, thì tiền ngay đó luôn, ok, của em có bán này, em lấy giá rẻ cho, ok, thế là mình có đơn hàng ngay trên cái buổi cà phê đó, đúng không ạ? Và một đơn đấy mình lời 50, 100, thậm chí là 150, 200, rất là nhiều người ta mua một lúc luôn, đúng không ạ? Và tiền nó từ đó, có thể một ngày mình kiếm 300-400 nghìn một cách rất là nhẹ tênh, 10 ngày như vậy là mình có 3-4 triệu rồi, đúng không ạ? Còn 20 ngày nữa để chúng ta bán mà chẳng lẽ chúng ta không đạt được một cái target là 5 triệu thì đó là dở, thật sự là dở. Ngày trước tôi chỉ mong muốn một ngày mình kiếm thêm được 100 nghìn thôi,
sau khi mà mình kiếm được 100.000 thì mình sẽ đặt target cao hơn là một ngày mình kiếm được 200.000, rồi là một ngày kiếm 1 triệu, một ngày kiếm 5 triệu. Đây là thật sự đấy các bạn ạ. Đó. Còn những anh em mình kiếm một ngày 50.000 không ra, đúng không ạ? Lỗi đấy là lỗi bản thân mình rõ ràng. Chứ internet cỡ này, làm cỡ này, đúng không ạ? Mà mình lại không ra được, đúng không ạ? Người thân, bạn bè của mình là người ủng hộ mình đầu tiên. Đấy là điều rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Ok, và nếu có thể, đúng không ạ? Không có thể mà bạn phải là gì ạ? Phải lấy, đúng không ạ? Lựa chọn khoảng từ 5 đến 7 mã sản phẩm. Nó không làm bao nhiêu hết, đúng không ạ? Các bạn có thể nhìn thấy bảng giá rồi, đúng không ạ? Admin đã nói rồi là anh mình lưu hết bảng giá lại đi, đúng không ạ? Trong 5 đến 7 mã rồi mua về luôn, mua về, đúng không ạ? Giá dropship đã là giá rẻ rồi, đã là giá xỉ rồi, đúng không ạ? Mua về, test, dùng thử, chụp hình, quay video, đúng không ạ? Và chia sẻ những cái hình ảnh đẹp này với nhau, những hình ảnh đẹp này với nhau, đúng không ạ? Những cái video chất lượng với nhau, đúng không ạ? Trao đổi, đúng không ạ? Tạo ra một cái cộng đồng, anh em nào mà thực hiện cái vấn đề này thì sẽ tạo ra một cái group và anh em mình chia sẻ những cái vấn đề đẹp với nhau, là những cái ảnh mà đã được chèn khung đẹp luôn, chèn khung luôn, để chúng ta làm marketing một cái cộng đồng thật là lớn. Chứ ở trong mỗi cộng đồng như này học rất là bài bản ra rồi, đúng không ạ, mà chúng ta không có một cái gì đó mà để chúng ta triển khai với nhau thì đấy là sự đáng tiếc. Ok, và chỗ này anh em mình nên làm nhá, nên làm. Và nếu như anh em mình triển khai ấy, admin sẽ share cho anh em mình những cái bộ ảnh rồi những cái vấn đề rất là tuyệt vời khi mà mình làm ở đây, đúng không ạ? Làm ở đây mình có những cái rất là hay, xíu nữa mình kiếm lại mình sẽ chia sẻ cho mình một xíu để xem là nó như thế nào. Rất là khủng khiếp luôn, rất là khủng khiếp. Ok không ạ? Và admin á, và trước đây là có một bạn tên là Vương Anh Tài bán về ngách phụ kiện này ấy, 1910 với thắng luôn ấy. Số đơn cực kỳ khủng, một ngày 10-20 đơn, đúng không ạ? Là kỹ sư. Những cái người đó tư duy rất là tốt, học là người ta làm kinh khủng khiếp luôn. Ngày 19-20 đơn, 22 đơn, 25 đơn rất là khủng. Số lượng tiền rất là nhiều luôn á, đúng không ạ? Và admin chuyển khoản đuối luôn. Đó là tại vì sao? Tại vì tất cả những kiến thức này họ áp dụng rất là bài bản và chuyên nghiệp. Đó, Vương Anh Tài bạn có thể lựa xem cái Facebook, đúng không ạ? Đó. Và chỗ này á là hãy lựa chọn 5 đến 7 mã sản phẩm đi. Sau đây là bạn có thể là mua về test, quay phim chụp hình, đúng không ạ? Có những bộ ảnh mới, có những bộ ảnh đẹp và tập trung những thế để chúng ta quảng bá, như là cáp sạc, tai nghe và Samsung, thế thôi. Ví dụ vậy là đã bán thoải mái rồi, bán quanh năm suốt tháng rồi. Đó, không bao giờ, đúng không ạ? Sử dụng hết rồi. Đấy. Không bao giờ bán hết được, đúng không ạ? Tại vì bây giờ là chủ yếu là như thế mà, chúng ta phải biết xu hướng để chúng ta tập trung. Ok. Ok. Đúng không ạ? Và các bạn cảm thấy như thế nào ạ? Tuyệt vời không ạ? Hình dung ạ, dễ hiểu ạ. Và chỉ cỡ đó rồi, đúng không ạ? Mà chúng ta không triển khai được nữa thì thật sự là quá dở nha. Ok. Tuyệt vời không ạ? Và chắc chắn rằng nếu mà áp dụng tất cả vấn đề về Facebook marketing, đúng không ạ? Qua vấn đề như vậy thôi. Trong ngày hôm nay chúng ta sẽ làm việc với nhau và có cái deadline, đúng không ạ? Yêu cầu là mọi người phải tạo cho admin một cái fanpage theo đúng chuẩn, đúng không ạ? Đăng bài trên marketplace và gửi lại cho admin cái link fanpage, gửi lại cho admin cái link về bài của marketplace. Đó. Link của bài, link của cái vấn đề về Instagram, đúng không ạ? Về vấn đề content chỉ rõ, vấn đề chiến lược chỉ rõ, vấn đề về hình ảnh chỉ rất rõ rồi. Đúng không ạ? Với cách thức triển khai chỉ rõ luôn rồi. Mà không ra đơn nữa thì lỗi của bản thân mình. Anh mình cứ tưởng tượng rằng là chúng ta đang sử dụng một hệ thống kênh rất là lớn ở trên Internet. Đăng bài trên group một ngày đăng 20 bài thì nó đã tiếp cận được bao nhiêu người rồi, đúng không? Rồi đăng bài trên Marketplace, đúng không ạ? Là đã tiếp cận được bao nhiêu người rồi. Mà để tạo ra lúc này nó phải tương tác mèo nhất là phải được tầm 300 người trên Internet, trên online ấy, 300 người gọi là Woover. Thì tỷ lệ là 20% người Woover đấy là người ta có nhu cầu, đúng không ạ? Là 60 rồi, 60 nhân 20 nữa, đúng không ạ? Là được 12 người, người ta inbox, người ta sẽ mua hàng rồi đấy. Người ta inbox, người ta mua, tỷ lệ, đúng không ạ? Là người ta mua luôn đấy. Là đã được 5 đến 7 đơn rồi, chứ làm sao mà không được được. Tại vì công thức này là admin áp dụng 20% đấy là vừa phải. Còn thậm chí là chơi 15% luôn đi, đúng không ạ? Là cũng ra được khoảng tầm 7 đơn, 5-7 đơn một ngày. Làm cứ làm chăm chỉ đều thôi thì bây giờ 5-7 đơn một ngày thì tỷ lệ lời nhẹ nhẹ thôi là 50.000 đi, đúng không ạ? Hoặc 30.000 đi. Đó, 7321 nếu mà là năm là 75 35 350 một ngày một tháng là gần chục triệu rồi còn gì nữa.
Thật, đó là lý do tại sao mà tôi kinh doanh đúng không ạ, mấy năm qua cái ngách này đúng không ạ, đó là lý do đấy, đó là cả một vấn đề luôn đấy. Và chỉ ví dụ như là trong cái này là anh mình quá lời, trong cái khóa training này anh mình quá lời thật sự luôn, tôi tip cách thức chỉ rất kỹ đúng không, và kỹ như vậy thì rất là mong muốn rằng chúng ta sẽ ra cái chuyển đổi rất là lớn đúng không ạ, và sâu đơn sâu kết quả thật là nhiều đó. Các cái khóa trước admin trend còn không kỹ như thế này, thật sự là như vậy. Ok, và đặc biệt là một cái nữa là anh em mà mình phải ở trong team VIP, trong team quá trên team đúng không ạ, thì em mình sẽ được nhận cái giá VIP, cái giá VIP nó sẽ chênh với cái giá bình thường là khoảng tầm 15.000 20.000 gì đấy, là anh mình sẽ thực hiện cái chiến lược mua tặng này, ví dụ như cái giá cực kỳ rẻ luôn đúng không ạ. Và cái team VIP này á, đây là cái team quá trình, trong team quá trình thì sẽ có những cái module được hướng dẫn học, thậm chí là quá trình team có những cái vấn đề mà các bạn không được học, giống như cái các bạn ở trong buổi train này đâu, trong buổi train 3 ngày này á, là admin có mời các bạn ở trong quá trình team ở trong này đúng không ạ, thì ở trong đây có những cái nội dung là chuyên sâu luôn của cái ngách phụ kiện điện thoại này, gọi là vấn đề về chiến lược, vấn đề về cách thức mà rất là kỹ luôn, vô cùng kỹ luôn, từ vấn đề về tư duy nhá, từ vấn đề về hệ thống kênh đúng không ạ, rồi là hôm nay là vấn đề về cụ thể luôn, tập trung luôn là như thế. Thì hỏi rằng đó là tại sao mà không bán được, chỉ có lười thôi chứ người đúng không ạ, mình tập trung là mình làm được rồi. Thì anh mình muốn có cái giá VIP đó đúng không ạ, thì cái này là anh mình tham gia cái team đúng không ạ, team đó là team coaching hoặc là team bất kỳ cái team gì đúng không ạ, là anh mình team có phí ở trong free đúng không ạ, và thì anh mình sẽ được nhận cái giá VIP của cái kênh, kênh gọi là kênh khởi nguồn của free, kênh phụ kiện điện thoại đúng không ạ. Và biết anh mình tham gia team VIP đó thì là nó rơi vào khoảng tầm 699k, 699k là team đấy, không phải VIP mà là quá trình team, trong quá trình team là được nhận giá VIP của phụ kiện điện thoại này, anh mình sẽ vận hành toàn bộ các chiến lược về giảm giá, combo, khuyến mãi, mua tặng đó. Thì ví dụ như là anh mình lời 50 đấy đúng không ạ, nếu đấy là anh em admin đã tính sơ sơ, còn nếu như thật sự luôn là anh em mà bán đấy, giống như thắng vậy ạ, một đơn của nó là lời khoảng tầm 100 ngàn một cái cục sạc, những cục sạc với cái tai nghe là lời 100 đến 120 nghìn một cái, có là lời 1 cấp 3 hoặc là một lời 1 cấp 4 luôn, một lời viện một bộ sạc, đó là cái giá cốt của nó là rất là rẻ đúng không ạ, cái chi phí rất là rẻ và chúng ta bán rất là cao, 250 một bộ là chuyện bình thường thôi đúng không ạ, lời rất là khủng khiếp luôn đúng không ạ. Thì chỉ cần em biết nói mà không phải đùa, mà chỉ cần 7 đơn hoặc là 5 đơn hoặc là bằng chi phí VIP mà đó, và có bao nhiêu bạn đã ở trong team đó là sử dụng cách để bán, tại vì đâu phải nhập đâu mà giá đó là giá sỉ, em mình có thể nhập giá sỉ còn không tốt bằng như vậy, nếu mà đúng cái chất lượng hàng của admin nhập vớ vẩn cũng không có chất lượng bằng đâu. Đây là kiểu mối quen thôi, mua mấy đúng không ạ, kinh doanh admin kinh doanh khá lâu rồi, 4 5 năm nay rồi đúng không ạ, thì mình triển khai đúng không ạ, triển khai nhập hàng ở cái mối quen như vậy, từ vấn đề cáp sạc cục sạc tỷ lệ lỗi rất là thấp, tỷ lệ lỗi rất là thấp, rất là tuyệt vời để mình làm kinh doanh. Ok, và anh em muốn tham gia cái team mà có cái để có cái giáo VIP đó để tối ưu được cái này thì anh mình có thể đăng ký đúng không ạ, đăng ký đúng không ạ. Nhưng ở trong này thì em đi hỏi luôn là anh mình có bạn nào muốn tham gia vào cái đó đúng không ạ, vào cái team quá trình đúng không ạ, để nhận cái giáo VIP không ạ, đúng không ạ, 699k đúng không ạ, để mình sử dụng cái chiến lược đúng không ạ, sau đó là có thể nhập 5 7 mã về, chúng ta là người test luôn để triển khai luôn những cái vấn kia luôn đúng không ạ, làm luôn cái team đó, mình lập luôn cái team mà mình chia sẻ hình ảnh đồ các thứ đấy. Rồi mình nghĩ thấy là khá là hay và phù hợp đúng không ạ, và chia sẻ đó anh mình có thể share nhau và cầm quảng bá để giúp nhau bán được tốt hơn nữa, thì đấy là điều khá là tuyệt vời đúng không ạ. Còn lại đấy là không là tùy anh em mình đúng không ạ, còn lại không cần nhập đó, đây là mình đã nhập rồi. Còn tại vì sao, tại vì tính ra nếu mà anh mình bán được số lượng lớn, bán được số lượng lớn đơn ấy, thì nếu như không có cái giá VIP ấy, đúng không ạ, thì chúng ta sẽ mất khá là nhiều tiền đúng không? Rất là nhiều tiền đấy trong một thời gian đấy. Ok, còn lại là cái chi phí, tại sao lại có cái cần phải phân nó, tại sao không đưa cái giá tốt luôn cho member, thì bản thân đó là mình tính rồi đúng không ạ, càng nhiều người làm cạnh tranh càng cao luôn, thật sự luôn. Và đó giờ Fori bán anh em mà bán phụ kiện điện thoại là rất là tốt
một trong những ngách nó liên tục mà, một trong những ngách mà nó được số lượng đơn nhiều nhất, số lượng đơn mà liên tục nhất, cái số lượng đơn mà nó gọi là hiệu quả nhất luôn. Đó. Thì ở trong đó là anh em có một cái luật từ trước cái này rồi, 3 năm trước mà đến bây giờ nó vẫn thế thôi, đúng không? Và lúc nào cũng có giá vip, không thì thôi lấy giá drop là đã tuyệt vời lắm rồi. Ok, em mình nào muốn vô đấy không ạ? Muốn lập cái team đó không ạ? Sao trong 699k đúng không ạ? Anh em nào muốn tham gia team đó không ạ? Comment luôn tôi đúng không ạ? Tôi tham gia, bây giờ comment tham gia đúng không ạ? Ok. Còn lại là đúng không ạ? Không thì bây giờ như này đi, đúng không ạ? Tham gia là để lại số điện thoại đi, đúng không ạ? Comment số điện thoại xuống dưới đây đi, được xíu này pin inbox luôn, chiến luôn. Đúng không ạ? Và lúc đó là bây giờ như này tham gia đó cái giá VIP nó cực kỳ tốt, anh mình xem giá xem tốt nữa nào. Nó là giá sỉ ấy, rõ ràng luôn đấy. Bản chất đấy là khi mà lúc mà ban đầu em mình mở shop ấy, nhập ở cái kho kia cái giá nó không tốt bằng giá VIP bây giờ luôn. Mà mình vẫn bán được, mình bán được khủng khiếp tại vì nhìn thấy nó lợi nhuận quá luôn đúng không ạ? Cục sạc luôn bán nhập cao lắm các bạn, nhập cao lắm mà mình vẫn bán được. Đó, mình nhập cao lắm mà mình vẫn bán được đúng không ạ? Còn cái này là nó là luật bất thành văn, trước giờ anh em mình tham gia là sẽ được nhận cái đó đúng không ạ? Tham gia sẽ nhận được VIP giá đó, chứ không phải là admin bảo là ừ vào trong đây dạy xong rồi lôi, tùy đúng không ạ? Sử dụng cái chiến lược này ông không cần VIP viết gì hết, ông bán là chắc chắn là được. Nhưng mà gì ạ, góc độ là bây giờ muốn chiến mạnh ấy, thì chúng ta hãy có một cái list giá thật là tốt đúng không ạ? Chúng ta làm thì nó lợi hơn rất là nhiều, chỉ 5 đơn thôi là xong rồi, thật sự luôn đấy. Đó, giá tốt ổn, sản phẩm tuyệt vời luôn đúng không ạ? Thậm chí là sau này mình có duyên với nhau là mình lên kho giống như thắng vậy đúng không ạ? Giống như thắng với admin đúng không ạ? Từ member lên kho luôn đúng không ạ? Ví dụ như là kho miền Bắc chẳng hạn, hay là kho miền Trung chẳng hạn. Nếu bạn có một cái lượng vốn khoảng tầm 5 70 triệu hay mở kho chuyện bình thường, tại vì có một cái hệ thống cộng tác viên lead qua bên đó chúng ta xây dựng đúng không ạ? Ở trong đây phần sau chắc chắn là cái buổi ngày hôm nay chúng ta sẽ đi thêm một cái phần nữa là nói tổng quát thôi về phần ở Shopee đúng không ạ? Shopee đúng chưa ạ? Và phần về cộng tác viên là gần như là hoàn thiện cái hệ thống này, hoàn thiện cái hệ thống về phụ kiện điện thoại này, và chi phí cực kỳ thấp đúng không? Chi phí cực kỳ thấp luôn, đâu không mất gì đâu mà bán được cực kỳ khủng luôn đúng không ạ? Còn lại nếu mà em có duyên và em mình thật sự là cảm thấy lợi nhuận khủng từ cái ngách này thì đến một lúc nào đó đúng không? Anh em mình sẽ như nào ạ, trở thành chủ kho luôn, nhập về để chúng ta bán tự kinh doanh luôn, để chúng ta vận hành quy trình của chính bản thân mình luôn. Đấy là cái điều mà mình mong muốn đó, chứ không phải vấn đề lúc nào cũng làm dropship. Dropship sẽ đi về đâu đúng không ạ? Dropship sẽ đi về cuối cùng là mở shop offline đúng không ạ? Mở shop offline mình tự kinh doanh vận hành luôn, đó là cái điều mà tuyệt vời đúng không ạ? Nó là cứng chân đúng không ạ? Đó là cứng chân, và mình có kỹ năng về marketing, kỹ năng về truyền thông, kỹ năng về quản trị và xây dựng hệ thống, xây dựng đội nhóm thì mình sẽ trở thành admin thôi, rõ ràng rồi còn gì nữa đúng không? Thì đấy là cái điều mà admin muốn mong muốn thôi. Và một cái ngách này thật sự luôn là nó là cái ngách cực kỳ nhiều tiền. Bạn nhớ là lúc đó là admin chỉ có 6 người thôi, 7 người thôi, bán một tháng thôi là mới thôi, một tháng 7 người đó, 6 người đó là bán rơi vào khoảng tầm hơn 120 triệu tiền hàng nhập. Mà tiền bán lẻ ra thì anh em mình thấy x3 lên là mọi người thấy cỡ nào rồi đấy, thì nó là khoảng tầm 300 triệu á. Tại vì lúc đó bán kinh khủng khiếp luôn, bán dữ thần lắm. Anh em mình thấy cái lượng đơn hôm trước sâu là anh em mình biết rồi, đó là một buổi sáng đúng không ạ? Một buổi sáng xong rồi buổi đầu chiều người ta sẽ tới lấy tiếp, xong rồi cuối giờ chiều người ta sẽ lấy tiếp, một ngày lấy 3 lần hàng, đơn rất là nhiều mà đúng không ạ? Lấy một lần đâu lấy hơn được đâu, và người ta phải chia làm 3 cái. Ok, và trong cái buổi này thì admin chỉ chia sẻ vấn đề về ừ anh mình muốn tham gia lấy giá VIP thì mình vào thôi, còn bộ content thì bộ content các thứ thì có thể là xíu nữa review ở trong nhóm sau đúng không ạ? Ở trong đây là admin có cái cả bộ content nữa về phụ kiện cho anh mình nữa, có nghĩa là anh mình tham gia team ấy là có bộ content về phụ kiện, bộ content cho phụ kiện điện thoại ấy, rất là nhiều content, từ content kéo phễu đúng không ạ? Admin sẽ chỉ thêm cho anh mình vấn đề về kéo phễu, kéo hệ thống đúng không ạ? Rồi là content bán hàng, content về marketplace. Đó, sẵn mấy rất là nhiều content ở trong đó, soạn sẵn lấy đăng copy paste thôi.
Ok là mình chiến thoải mái luôn. À, mình chiến thoải mái luôn. Đó. Ok, và đối với ngày hôm nay thì admin cảm thấy như vậy là ổn. Tại vì Facebook là cái kênh rất là tuyệt vời, một fanpage nhé. Nhắc lại là cái deadline của em mình là sẽ tạo một cái fanpage, tạo một cái Instagram, đúng không ạ? Và cái số lượng bài đăng là chúng ta phải đủ chỉ tiêu cho admin một bài số lượng đăng như vậy, đúng không ạ? Số lượng đăng như vậy đó. Và anh em nào mà không thực hiện thì mình sẽ kích, tại vì còn phần Shopee nữa mà, đúng không ạ? Còn phần xây dựng đội nhóm nữa, còn phần phễu marketing nữa. Nếu mà thật sự anh mình bán tốt thì mình sẽ chỉ thêm những cái phần đấy. Phần đấy là bí thuật, đúng không ạ? Tại sao nó là bí thuật? Tại vì gần như vậy là ông học cả một khóa digital của người ta rồi. Khóa digital đấy là trị giá rất là cao, đúng không ạ? 5, 10 triệu, 15 triệu, đúng không ạ? Còn lại anh mình đang học ở đây là học thực chiến, đúng không ạ? Anh em mình đang học thực chiến, tức là học cái phần gọi là xé toạc lý thuyết ra, triển khai luôn. Vừa xong em mình chỉ dẫn cái phần marketplace đó, đó là thực chiến ở trong cái khóa học về gì, khóa học về marketplace công nghiệp. Nó là một phần đó. Nó đủ yếu tố như vậy, ông phải làm như vậy và anh em có thể nhìn thấy Duy, đúng không ạ? Làm rất là bài bản nên ra có được đơn là điều đương nhiên, chắc chắn có đơn. Cho anh tập trung như vậy mình chắc chắn có đơn, cộng với anh mình làm thương hiệu tốt nữa và xác định với nhau là như thế này. Chúng ta xác định với nhau như thế này, kinh doanh không phải là ngày một ngày hai là cái nghề, sinh bằng nghề đúng không ạ? Chết vì nghiệp đúng không ạ? Sinh nghề tử nghiệp. Tuy nhiên rằng đây là cái nghề trên internet này thì khó đúng không ạ? Khó chết lắm đúng không ạ? Nên ra là mình chỉ sinh bằng nghề thì mình phải hết mình tâm huyết, một ngày mình đăng đúng lượng content như vậy, xây dựng kênh như vậy, phải làm content như thế đều như ngày nào cũng như vậy hết, và nó trở thành cái sự thuần thục. Anh mình bảo là em đăng lâu lắm, thật sự luôn là vào chi tiết admin sẽ cho em thấy cái tốc độ như thế nào. Thực tế là làm ấy nó chỉ còn 15 phút thôi, trong một buổi thôi xong rồi. Thật sự như ví dụ như là vừa xong admin sáng tạo cái ảnh đó thì nó mất vào bao nhiêu lâu rồi, bây giờ cho ok bèo 5 phút thôi, đúng không? Nếu mà khi mà nó thành kỹ năng thuần thục rồi, nó có cái form rồi ấy, đấy là cái mà admin sáng tạo ngay từ đầu luôn, mới luôn, đúng không ạ? Còn cái mà sáng tạo mà nó có rồi, thay cái hình vào thôi ấy, thay cái hình vào thôi ấy, nó rơi vào vào mấy ạ, 3 phút 2 phút thôi là xong rồi, lưu hình phát là ok, thêm cái khung vào nữa là cho cải biến ra ấy, là vèo 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 thôi là ra thằng chục cái hình, thế rồi đăng được thoải mái đúng không ạ? Đăng được thoải mái, lấy hai nick, tôi không có chơi là sáng trưa chiều tối chẳng hạn, mà tôi có hai nick Facebook luôn đúng không ạ? Tôi làm luôn sáng 5 bài đúng không ạ? Chiều 5 bài, nick bên kia cũng vậy, là gì ạ? Là được 20 bài, hai nick như vậy, thế đúng không ạ? Còn thêm thêm hình khác nữa thì tại vì cái hình khác nhau phát là nó sẽ khác nhau đấy, rơi vào tầm khoảng tầm một ngày 40 bài trên marketplace và khoảng tầm 40 bài trên group nữa. Và fanpage thì rơi khoảng tầm nuôi khoảng ba cái fanpage đúng không ạ? Ba cái fanpage cùng một dạng content nhưng mà ở ba vị trí địa điểm khác nhau, ba vị trí để mà có thể là em đi ngồi ở Ninh Thuận đúng không ạ, nhưng mà fanpage tôi là ở Sài Gòn, ở Hà Nội, ở Đà Nẵng, chỗ nào đông người mình làm đúng không ạ? Sài Gòn Hà Nội thì bây giờ đang bị giãn cách thì bên né ra mình làm ở viện như Đắk Lắk chẳng hạn, mình ở Kon Tum chẳng hạn, hay là mình ở Bình Định chẳng hạn, những cái tỉnh mà mình không ngờ tới, đó là những cái tỉnh rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và có marketing trong tay thì chúng ta làm tới bến luôn đúng không ạ? Và chúng ta có chiến lược gọi là chiến lược phủ nữa, khi mà mình tham gia thì còn nhiều nữa luôn đúng không ạ? Trong VIP member ấy, VIP watching ấy, còn nhiều chiến lược là chiến lược phủ đúng không ạ? Chiến lược phủ như thế nào, rất là nhiều thứ. Tất nhiên là chúng ta cứ làm content sáng tạo, content sáng tạo lên, chia sẻ content up, chia sẻ content kéo phễu đúng không ạ? Xây dựng đội nhóm, xây dựng cộng đồng, tuyển đến 5 7 chú đúng không ạ? Sinh viên làm việc với mình đó, cứ như vậy thôi thì công việc của mình như vậy. Đến khi mà tăng volume kiếm được 1 triệu đầu tiên, rồi kiếm được 5 triệu đầu tiên, 10 triệu đầu tiên, 20 triệu đầu tiên, cứ như vậy nó nhân lên, và tới khi mà mình xây dựng cả một cái đế chế như này luôn, đó là quy trình của admin đúng không ạ? Và mấy năm qua suốt đời đúng không ạ, mình cũng làm content thôi chắc chắn rồi, trừ khi mà mình không làm kinh doanh nữa. Nếu mà không làm kinh doanh nữa thì vẫn làm content, ví dụ như là mình trở thành diễn giả chẳng hạn, hay là mình trở thành tác giả gì đấy, viết sách gì đấy, thì mình cũng vẫn viết content mà, mình vẫn phải làm video mà đúng không ạ? Làm việc làm giáo dục chẳng hạn thì mình vẫn phải lên diễn thuyết, ví dụ vậy. Thì rõ ràng luôn luôn cuộc đời mà làm kinh doanh là không thể thoát khỏi hai từ content đâu đúng không ạ? Có nghĩa là sáng tạo nội dung đó, đấy là cái nghề đúng không ạ? Và em mình nói rồi đó là với anh em trước đây,
nói trong đó rất nhiều, đó là một ngày mà không làm được một cái content nào mà ra hồn thì đó là một ngày, đúng không ạ, tồi tệ, một ngày thất bại của người làm kinh doanh, đúng không ạ? Và một ngày mà không không tạo ra được một cái content giá trị 200.000, hoặc là không một ngày không kiếm được 200.000 đó, thì đó là một ngày thất bại thật sự. Hãy lưu ý là có nghĩa là ngày nào mình phải kiếm tiền, tại vì còn rất nhiều thứ để phải lo. Và nếu mà không kiếm được tiền thì đó là một ngày căng thẳng đấy, đúng không ạ? Không ai cho mình bất cứ một xu nào, một hào nào cũng không có đâu, mà mình phải tự kiếm, đúng không ạ? Nếu mà mình ở nhà ấy, 1.000 cũng không có từ trên trời mà rơi xuống đâu, vậy trên trời rơi xuống chỉ có nước mưa, đúng không ạ? À, và phân chim thôi. Còn lại mà muốn kiếm được tiền và muốn tự nhiên có thì không có đâu, và muốn tạo ra may mắn, đúng không ạ? Không có sự phan ban phát may mắn, chỉ có mình tạo ra thôi, mà mình nhận được cái cơ hội để mình tạo ra may mắn. Thì những cái liên quan đến thời trang, liên quan đến phụ kiện, liên quan đến những cái sản phẩm kinh doanh online, đó là sự may mắn đấy. Tại vì mình chỉ đăng thôi, người khác sẽ tự inbox mình mua, đúng không ạ? Ok, đó, inbox mình mua và chúng ta sẽ bán được hàng, và chúng ta bán rất rất nhiều hàng, rất rất nhiều hàng luôn. Đó là điều vô cùng tuyệt vời, mình kiếm được rất là nhiều tiền từ internet này đó. Và bản chất thực tế là như vậy. Và FB làm, ví dụ như làm affiliate chẳng hạn, ngày hôm nay mình kiếm được 35 gần 40 đô tiền affiliate, gần 800.000 một ngày, khủng khiếp không ạ? Rất khủng khiếp, đúng không ạ? Rất khủng khiếp. Kiếm tiền đôi lúc nó rất là dễ, nhưng mà đôi lúc là mình kiếm mòn mắt không ra, đúng không ạ? Kiếm mòn mắt không ra đâu đó, chứ không phải đơn giản đâu các bạn đó. Rồi, cho em mình xem nhé. Và hôm nay mình đã chính thức cán mốc. Ok, qua 12 giờ rồi. Ok, và chính thức cán mốc kiếm 1.500 đô với cái sàn này. Đây, bạn có thể nhìn thấy này, bạn kiếm được này, ngày hôm nay này. Ngày hôm nay này, bạn có thể nhìn thấy này, ngày 21, đúng không ạ? À, ngày hôm nay ấy, nó sẽ về ngày hôm nay này, ngày 29 này, 34 đô à, 34 USDT này, đúng không ạ? 34,8 là 35 đi, nhân 24 cho nó tròn, đúng không ạ? Rơi vào 840.000 một ngày hôm nay, khủng khiếp không ạ? Khá là khủng khiếp. Và đây là cái số lượng mà mình đã nhận được, đúng không ạ? 1.500 nhân với 24 đây, ví dụ như mình làm, đúng không ạ? 36 triệu rồi đấy, đúng không ạ? Hơn 2 tháng 3 tháng gì đấy, nó không hề dễ đâu, đúng không ạ? Và nếu như mà cái bán phụ kiện là nó là cái điều cơ bản nhất, đúng không ạ? Còn lại những cái vấn đề này là chúng ta cần phải làm rất 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 nhiều nữa, đúng không ạ? Và chúng ta phải giữ được cái tính ổn định, có nghĩa là làm xong là chuyên nghiệp rồi, thành thục kỹ năng rồi, dành ra được cái thời gian rồi ấy, lại tiếp tục làm thêm cái vấn đề khác. Nhưng mà cái kia nó không được bị ảnh hưởng nhá, vẫn vẫn phải vận hành trơn tru như vậy, mình làm thêm vấn đề khác, làm thêm vấn đề khác, vận hành đều 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 đều, tạo ra các cái nguồn thu nhập đó, công việc làm chính này, đúng không ạ? À, công việc kinh doanh, đúng không, kinh doanh phụ kiện, kinh doanh thời trang đó, giới thiệu cái này giới thiệu cái kia, nhập vào nhập vào. Thế là một ngày mình gia tăng góc độ lương lên. Đại lương của mình chỉ là 200.000 một ngày thôi, là một tháng khoảng 6 triệu chẳng hạn. 200.000 để bán hàng được thêm 100 200 nữa là bằng lương rồi. Là gấp đôi rồi, là lương 12 triệu rồi. Để bán thêm cái khác nữa, đúng không ạ? Phụ thêm cái kia nữa, gom lại thì một ngày ấy, tổng thu nhập của mình dự chia khoảng tầm 500, đúng không? Thì là mình sẽ kiếm được một tháng 15 triệu. Đấy là cái cách tính của mình, đúng không ạ? Còn lại tùy anh em mình, đúng không ạ? Còn lại nếu như mà không có tập trung làm mình sẽ không bao giờ có gì cả. Thế có gì hết, đúng không ạ? Không có gì cả, đúng không ạ? Ví dụ như đang ngồi nói chuyện của với các bạn ở đây thì có rất là nhiều bạn, đúng không ạ? Đây, đúng không ạ? Ok, và bây giờ là có hai, đúng không ạ? Anh em mình chụp màn hình, đúng không ạ? Chụp màn hình xong rồi là gửi luôn vào nhóm nhé. Có bạn Hùng, đúng không ạ? Và bạn gì đây, đúng không ạ? Chuyển khoản tham gia nhóm tuyệt vời, good job. Chào mừng các bạn đến team đó, và chúng ta sẽ lập ra một cái nhóm về chuyên về ngách như vậy, chuyên phụ kiện như vậy, chúng ta chia sẻ hình ảnh người trong đó thêm không còn đáng bao nhiêu hết, đúng không ạ? Và chúng ta bán thì chúng ta hiểu được sản phẩm chúng ta bán thì
như cái tai nghe này chẳng hạn, Airpin chỉ bán thôi là chúng ta có 150.000 rồi, mà bạn tính xem cái giá của cái tai nghe bao nhiêu, nó không đáng bao nhiêu, lời gấp đôi rồi, khủng khiếp lắm, tiền lời kê lắm, rất là lời luôn, thật sự lời luôn đó. Chứ không phải lời bình thường đâu, chứ không phải là mình muốn vẽ cho các bạn đâu, bạn tự tính thôi, bạn tự tính ra xem nó lời như nào, lời vô cùng luôn, không biết thì thôi, nhưng mà mình biết được đó là mình cảm thấy rằng nó lời vô cùng, đúng không ạ? Đó. Và anh em mình có thể, đúng không ạ, mình có thể là tập trung nó để mình triển khai nhé. Còn lại và kiến thức thì còn rất nhiều thứ trong cái quá trình mà mình làm thì mình có thể chia sẻ thêm đó. Và đòi hỏi cái tư duy kinh doanh của mình mở rộng này, vấn đề mình phải hiểu về hệ thống kênh này, mình phải hiểu về chiến lược này, mình phải tập trung vào kỹ năng này, đúng không ạ? Đấy, mình trau dồi nó, sau đó mình cứ thế mình làm thôi, đừng bao giờ bỏ cuộc hết. Có rất là nhiều bạn ban đầu rất là khí thế, được một thời gian sau thì chúng ta lại bớt lửa dần, mất nhiệt huyết dần. Yên tâm, nếu mà mất nhiệt huyết thì cứ nghe được Airpin có Zoom lên nghe, chắc chắn bạn sẽ có nhiệt huyết lại. Tại vì bản thân tôi tự tạo cho mình năng lượng tích cực, không bao giờ nghĩ là nó khó, chỉ cần muốn làm hay không. Tại vì phía dưới Airpin còn rất là nhiều, giống như anh em mình ở đây đội nhóm, còn nhân sự của mình, còn cả một hệ thống nhân viên, đúng không ạ? Hệ thống rất là nhiều mặt bằng mà mình bị mất năng lượng, đó là cả mọi thứ mình không thể nghĩ được, mình cảm thấy rất là mệt, cảm thấy không có làm được bất cứ thứ gì, thật sự luôn là chúng ta thất bại, đó là mới là thất bại, đúng không ạ? Nên ra là khi mà xác định chiến, xác định làm ấy, chúng ta phải hết mình, hết mình, không phải hết mình với người khác mà trước mắt là hết mình bản thân mình, đúng không ạ? Hết mình bản thân mình thì chúng ta thành công. Và ở trong Forex có vô vàn thứ để các bạn học, kinh doanh là một app free, website, dịch vụ marketing, đúng không ạ? Phần mềm tài chính, trong mỗi cái từ đó thôi là một bầu trời kiến thức ở trong luôn, đúng không ạ? Chúng ta có thể nhìn thấy ở như là vũ trụ, đúng không ạ? Nó có những cái đúng không ạ? Có những cái hành tinh, đúng không ạ? Có những ngôi sao xung quanh nó, những cái vệ tinh xung quanh nó, thì những cái mà Admin muốn chia sẻ với các bạn thì nó là một thế giới kiến thức rất là nhiều thứ, đúng không ạ? Và cái sự kiểm chứng ở đây là giống như là chị Chi ở đây có thể cảm nhận được, Duy ở đây có thể cảm nhận được, liên quan đến một cái hình thôi. Cái hình ấy, cái hình như là cái hình chẳng hạn, đúng không? Một cái hình thôi thì nó là một cái hình đơn thuần. Cái hình cộng cái chữ ấy, đúng không ạ? Và cái chữ đấy nói gì nó sẽ thể hiện cái hình nó khác. Cái chữ đấy là giảm giá nó sẽ khác, cái chữ mà kèm với cái hình đó là tặng quà nó khác, cái chữ đấy là nó là thể hiện cái tên sản phẩm nó sẽ khác, đúng không ạ? Cái hình đó cộng với một cái hình bên cạnh cái hình đó, đúng không ạ? Đó, nó sẽ khác. Cái hình đó cộng với ở trên cái tai, ví dụ như cái tai nghe này, đúng không ạ? Ví dụ như Admin, đúng không ạ? Nghe cái tai nghe này và chụp hình lên nó khác, và cái tai nghe này nghe bởi một cái người rất là nổi tiếng nó sẽ khác. Có nghĩa cái hình, cái sản phẩm đó với ai nó sẽ tạo ra một hiệu ứng khác nhau. Trai xinh, gái đẹp, người có uy tín, người nổi tiếng, nó sẽ khác biệt hoàn toàn. Bạn phải hình dung như thế, đúng không? Không phải đơn thuần người ta hay thuê mời những cái người mà rất là nổi tiếng, biết MTV Sơn Tùng chẳng hạn, quảng cáo cho cái nhãn hiệu Oppo ấy, đúng không ạ? Và trong cái MV mà Lạc Trôi ấy, rồi là MV đóng với Snoop Dogg đó, đúng không ạ? Và có cái chi tiết là về cái đó, và cái doanh số của Oppo cực kỳ khủng khiếp luôn, tăng trưởng kinh khủng luôn, đúng không ạ? Reno 2 ấy, có cái iPhone, đúng không ạ? Có cái phone mà cái điện thoại mà Sơn Tùng nó cầm ấy, khủng khiếp lắm, đúng không ạ? Và đó là vấn đề về hình ảnh luôn. Và chiến lược về hình ảnh là một chiến lược khủng khiếp nha, nhớ nha. Đấy, hãy tập làm hình ảnh đi, còn nhiều thứ lắm, còn nhiều thứ để vận dụng lắm. Và chắc khả năng là trong buổi chia sẻ, trong buổi trend này là đến đây thôi, đúng không ạ? Còn anh em nào mà muốn chiến, đúng không ạ, thì chúng ta zone, đúng không ạ? Zone để lấy giá VIP, đúng không ạ? Rồi học thêm nữa, và các cái module ở trong đấy có phần module tư vấn, module về content mẫu, các cái bộ tài nguyên liên quan đến nó. Ok, thì anh mình vào xử lý. Còn lại với cái kiến thức này đó là anh em làm, tập trung,
chắc chắn 100% ra kết quả. Và nếu như anh mình làm tốt, em mình sẽ có nhiều lợi thế, em mình sẽ cho vào những cái nhóm học cao cấp hơn. Đây là lời hứa. Còn nếu mà anh mình làm và chỉ nghe cho biết thôi thì không làm ấy, thì em mình sẽ pick khỏi nhóm để em mình làm nhóm thường. Rõ ràng là như vậy, quan điểm là như vậy. Quan điểm là như vậy, tại vì chúng ta học rất là bài bản qua 3 buổi, 4 buổi. Đó. Rất là chi tiết, rất là cụ thể. Chúng ta phải làm tập trung để chúng ta làm những cái khác nữa. Mục tiêu của admin không phải là chỉ dừng lại ở vấn đề về phụ kiện. Thật sự là như vậy. Nếu như mà chỉ dừng lại ở vấn đề phụ kiện thì sẽ không bao giờ có Duy, sẽ không bao giờ có Thắng, sẽ không bao giờ có Hảo, sẽ không bao giờ có chị Chi, sẽ không bao giờ có Bích Phượng. Rõ ràng, đúng không ạ? Nên nhớ là hệ sinh thái Flowery admin đang kiếm tiền bởi khoảng 10.000 sản phẩm, đúng không ạ? Gần 20 ngách khác nhau, đúng không ạ? Trên các lĩnh vực là kinh doanh offline, đó, kinh doanh dropship, đó, kinh doanh dịch vụ marketing, phần mềm, đúng không ạ? Đó, tài chính và affiliate, rất là nhiều cái hình thái và cái vấn đề gọi mũi nhọn trong kiếm tiền, và nó đòi hỏi một cái số lượng khổng lồ về content và khối lượng khổng lồ về cái nhân sự để thực thi nó. Và bây giờ đang thiếu rất là nhiều bộ phận, bây giờ rất là nhiều cái bộ phận rất là ngon, phụ kiện là cái ngon, và bây giờ là admin làm trước, nổ phát súng này, sau cái phát súng này sẽ có vấn đề về thời trang, đúng không ạ? Re-up lại, reset lại để cho nó mạnh mẽ lên, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ làm những cái ngon, rất là ngon, như là mỹ phẩm nữa, rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Và cả một đống thứ đang cần phải làm, và admin muốn các bạn sẽ nâng tầm lên để có thể đứng ở cái vị trí là mốt, đứng ở cái vị trí là người đồng hành, đúng không ạ? Và năm nay chưa có nhiều mốt, đúng không ạ? Và mốt là bèo, là mốt của Flowery Center là bạn phải đòi hỏi đầy đủ các kỹ năng, đầy đủ các vấn đề hiểu biết, có thể là hướng dẫn được member đó và đồng hành cùng admin để xây dựng những cái lớn hơn. Đây không phải tôi vẽ ra các bạn cái viễn tưởng, mà đây là cái thực tế. Rõ ràng là sản phẩm rất là nhiều, rõ ràng là cái cơ hội kiếm tiền rất là nhiều, nếu mà bạn có kỹ năng về marketing, bạn hoàn toàn có thể là đi làm dịch vụ marketing luôn, giống như admin vậy, làm một cái website, làm một bộ hình ảnh, làm cái Shopee, đúng không? Làm một cái fanpage, phát triển content cho fanpage, đó là một cái nghề đấy, chứ không phải đơn thuần đâu. Người ta không làm được thì bên người ta thuê mình, hoặc là người ta không có rảnh người ta thuê mình. Rất là nhiều người muốn thuê nhưng mà người ta không biết đơn vị uy tín để người ta thuê, đúng không ạ? Và mình muốn người khác thuê mình ấy, thì mình phải làm được, và mình phải sâu được cái kết quả đấy ra cho thiên hạ, người ta thấy rằng đấy là tôi này làm được, thì người khác mới thấy rằng tin để mình để người ta gửi gắm cái kênh đấy cho mình chăm sóc, cái kênh đấy cho mình xây dựng. Chứ không là ông ất ơ ông biết ông là ai, ông có cái khả năng, ông có kỹ năng gì mà tôi giao cái kênh đấy cho ông, đúng không? Rõ ràng không ạ? Rõ ràng là như vậy, và đó là cái mục tiêu cao hơn ở trong vấn đề về ở trong Flowery này, chứ không phải đơn thuần chỉ là một cái việc mà chúng ta bán cáp sạc như thế này, mà phải có những cái như thế này để gì ạ? Thì mới có cái sau này, đúng không ạ? Thì tôi có cái cơ sở cho bạn vào, bạn đề xuất em có rất là nhiều kỹ năng, em có nhiều năm kinh nghiệm, đó là việc của bạn, đúng không ạ? Ở trong team không thể nào mà làm việc một cách nó không có khoa học, nó không có kế hoạch như vậy, và không biết bạn là ai, và bạn không biết tôi là ai, và chúng ta hợp tác thì ok, hợp tác ngang quyền, bạn muốn làm gì làm đấy, sản phẩm đấy bán đi. Còn lại một, để tham gia một đội nhóm thì bạn phải hiểu hả? Đó là từ cái cách giống như là bạn được chia sẻ giống như ngày hôm nay. Cái điều mà tôi mong muốn hơn nữa là cái cách hôm nay tôi chia sẻ cho anh em mình, đúng không ạ? Các bạn có thể là tham gia rất là nhiều cái training 3 ngày này, training 5 ngày này, sau đó là training ở trong cái cách chuyên ngách phụ kiện điện thoại như này. Các bạn cảm nhận được rất là nhiều giá trị rất là tuyệt vời từ Flowery Center. Cái điều mà tôi mong muốn không phải là VIP mem, không phải digital team, bạn phải vào trong đó bạn học thêm học thêm, mà cái điều mà muốn đơn thuần đấy là ở trong Flowery á, là nếu như mà sau này có các bạn new buy, bạn mới vào á, đúng không ạ? Bạn hỏi thì các bạn hãy trả lời người ta một cách thật là nhiệt tình, giống như mình ngày xưa vào mình không biết và mình muốn hỏi và mình muốn truyền đạt, mình muốn muốn người khác hướng dẫn mình. Thì bây giờ ấy, mình là người có kinh nghiệm hơn, mình sẽ chia sẻ, mình sẽ hướng dẫn những người mới như thế. Thế thôi là thật sự là tuyệt vời rồi. Thì đội nhóm nó sẽ mạnh hơn, và chúng ta sẽ là những người ở một cái cảnh giới cao hơn. Tại vì mình biết rồi,
và Fori tồn tại và phát triển được đến đến bây giờ ấy, và mạnh mẽ hơn, đúng không? Nó không phải vì tiền, đúng không? Căn bản không phải vì tiền là sao? Tại vì sao ạ? Tại vì nếu như mà với số lượng member đông như vậy, với cái số lượng mà kiến thức của đội nhóm Fori của admin như thế này và đội nhóm mốt như thế này là có rất là nhiều cách thức để kiếm tiền. Tôi phải thẳng thắn với anh em mình như vậy. Có nhiều đội nhóm nó không mạnh nhưng mà nó rất giàu. Giàu kiểu gì thì anh mình có thể tự hiểu. Rất là nhiều cách để làm giàu và anh em mình rất là nhiều cách để dụ dỗ hoặc là lôi kéo hay là làm cho người khác cảm thấy tin tưởng hết mình tuyệt đối và kiểu như thế để gì ạ? Để phải gì đấy, đúng không ạ? Nhập hàng chẳng hạn, đúng không ạ? Đó, và chiêu trò gì đấy chẳng hạn. Rất là nhiều thứ và người ta cực kỳ giàu luôn. Nhưng mà nó không có bền. Và trong Fori này, ở trong Fori này á, đến bây giờ ấy, là cái việc mà phát triển bây giờ cái mà cái điều mà tôi được nhiều nhất đó, đó là có một đội nhóm đồng hành rất là tuyệt vời, đồng hành với mình rất là bền đấy, đúng không ạ? Tại vì bản thân đó, ai cũng muốn là có nhiều tiền nhưng mà mình xác định nhiều tiền bởi cách thức nào nó mới là điều quan trọng, nó phải bền, nó phải bảo bạn bè, nó phải thật là gắn kết với nhau thì nó mới đi lâu dài được, chứ ngày một ngày hai á thì không ăn thua chắc chắn, đúng không? Chắc chắn không ăn thua và có may thì có trả, nó là như thế. Còn lại là làm đúng thôi, làm sao nhận giá trị đúng như thế thì nó bền vững, đúng không ạ? Và đội nhóm anh em mình làm được em cảm thấy biết ơn, em mình cảm thấy rằng ở đây là một cái nơi mà mình có thể gắn bó lâu dài, có tầm nhìn, có chiến lược, làm việc đúng đắn. Đó là cái điều mà mình muốn thật sự. Và cái tình cảm ở trong Fori này mình có thể nhìn thấy, đúng không ạ? Đội nhóm mốt ở trong Fori này không phải là người ngồi chung với nhau. Giống như tháng ngày hôm qua là ở Long An, đúng không ạ? Duy Tiền Giang, đúng không ạ? Chị Chi ở Thành phố Hồ Chí Minh, Thảo ở Hà Nội, bạn Phượng chia sẻ ở Lâm Đồng, không phải là người ngồi ở đây để bàn thảo một cái kế hoạch gì đấy, đúng không ạ? Chỉ là những người ở trên online là member của Fori, sau đó là từ từ lên biết được nhiều, nhận được định hướng, học được nhiều kiến thức, đúng không ạ? Và xác định được kinh doanh nó là một cái nghề và học các vấn đề về kiến thức về digital marketing và dần dần chia sẻ nhiều, nói chuyện và có những buổi quá trình chuyên sâu hơn nữa. Buổi quá trình ngày hôm nay cảm thấy rất là chuyên sâu rồi nhưng mà có những buổi rất là chuyên sâu nữa, đúng không ạ? Về insight, về hệ thống, về xây dựng kênh, về chiến lược, về kế hoạch kinh doanh, về quản lý thời gian, quản lý tài chính, vân vân, nhiều thứ lắm. Đó là cái ở trong Fori đang hướng dẫn để cho chúng ta, tại vì bản thân ở trong Fori á, giống như các bạn ở đây, chứ không là những người rất là bình thường, công chức này, công nhân này, nông dân này, sinh viên này, nó rất là bình thường. Chứ không phải admin target vào cái diện là chủ shop, chủ doanh nghiệp, chủ kho. Thật sự. Đó nên ra là chúng ta tình cảm là chính. Chứ vấn đề là tiền nong mà để mà lừa thì rất là nhanh. Đó là cái điều mà tôi không muốn. Đúng không ạ? Chủ yếu là trong Fori mà tồn tại phát triển mạnh mẽ được nó vì tình cảm. Đó, tôi hy vọng rằng là trong hệ thống, trong đội nhóm mà quá trình như thế này sẽ có những người làm việc với Fori, làm việc nói chuyện với admin và đội nhóm một vài năm, bạn sẽ được học nhiều đấy, đúng không? Còn nhiều nhóm nữa chúng ta sẽ được ép vào, còn nhiều thứ để chúng ta còn phải học nữa, như là website, như là Shopee, đúng không? Còn nhiều sản phẩm tuyệt vời hơn nữa, đúng không? Đấy, còn nhiều mảng tốt hơn nữa như là dịch vụ, đó. Như là phần mềm, như là app fee, như là tài chính, rất là nhiều thứ hay hay, đúng không ạ? Vào để chúng ta còn thảo luận nhau nhiều 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 nữa chứ không đơn thuần như thế này. Giờ là ra ngoài, sau này ra ngoài chúng ta hết dịch chẳng hạn, qua hay dịch nó lắng xuống chẳng hạn, chúng ta có những cái buổi họp ở Hà Nội, đúng không? Em ra ngoài Hà Nội họp này, đúng không? Đi Thành phố Hồ Chí Minh họp này, chúng ta có cơ hội gặp nhau, đúng không? Đó là cái mục tiêu, một vấn đề là trên đây các bạn xôi thịt tiền bạc đó. Cái đó là cái mà điều mà mình không không phải mục tiêu của mình đó. Và ở trong cái buổi này thì là vừa học kiến thức này, vừa nhìn nhận này, chúng ta nhìn nhận được cái
sự phát triển của bản thân, đúng không ạ? Và cái cơ hội, cho nên nó nhiều cơ hội hơn là cơ hội kiếm tiền, nó là cơ hội phát triển đội nhóm, phát triển một cái doanh nghiệp online, phát triển một cái hệ thống thực sự, chứ không đơn thuần là chỉ là bán một cái cáp, một cái cục sạc. Đây là cái điều mà chúng ta đặt ra mục tiêu ban đầu để chúng ta theo đuổi nó, nhưng mà cái lớn hơn nó là cả một hệ thống vận hành, một cái quy trình như thế này, đúng không ạ? Và bạn có thể áp dụng cho bản thân mình một vài năm sau, đúng không ạ? Nếu như có khả năng thì một vài tháng sau thì bạn sẽ ích rất là nhiều lần tài sản, không phải là một lượng tiền nhỏ đâu, rất là nhiều tiền đấy, đúng không ạ? Với không phải cái sản phẩm này mà với cái sản phẩm của riêng bạn chẳng hạn, đúng không ạ? Và đến một ngày nào đó chúng ta sẽ trở thành đối tác chẳng hạn, đúng không ạ? Đấy, từ là member, đúng không ạ? Từ thành học viên trở thành người đồng hành, sau đó trở thành đối tác, trở thành đối tác tin cậy, chứ không phải trở thành đối thủ nha. Đối thủ thì học thêm nữa đi thì các bạn sẽ nhìn thấy cái vấn đề góc nhìn của admin, đúng không ạ? Mình không có sợ bất cứ đối thủ nào, không có đối thủ nào mãi mãi, đúng không? Chỉ có đối thủ tạm thời thôi, chỉ có đối thủ đúng không ạ? Nói chung là mình không có sợ đối thủ nào hết, tại vì đối thủ ấy, khi mà đối thủ làm một ấy, thì mình sẽ làm cái khác khác biệt được. Khi mà đối thủ nó tập trung ở trên Shopee thì mình sẽ tập trung ở Facebook. Khi mà nó chán thuê Shopee rồi thì mình sẽ quay lại Shopee. Phải như vậy, đúng không ạ? Chứ không phải là chờ đối thủ làm rồi mình tức giận. Ở trong Fori không có thời gian luôn, các anh em. Anh em cứ nhìn thấy cái list đó, anh em sẽ thấy rằng là có thời gian đâu nữa để sân si, không còn thời gian nữa. Ngồi đăng bài xem fanpage này, rảnh đăng bài market này, rảnh đăng bài group này. Thôi, hết buổi rồi, đúng không ạ? Rồi lại vào trong nhóm nói chuyện, chụp hình này, chụp hình được tấm ảnh đẹp chia sẻ với nhau, làm được tấm ảnh đẹp chia sẻ với nhau. Ở trong special team là như vậy, đúng không ạ? Rồi là tham gia là hướng dẫn đội nhóm này. Mà đội nhóm càng mạnh lên thì chúng ta lại càng mạnh, sản phẩm của chúng ta càng được nhiều người biết đến thì càng dễ bán hàng và chúng ta bán được giá cao. Đúng không? Không có thời gian để mình sân si luôn, không có thời gian để mình làm mấy cái chuyện vớ vẩn vẩn, không có luôn, thật sự là như vậy. Rồi là ngoài ra lại còn làm học về làm Shopee, đúng không? Làm cái hình ảnh như thế nào, đúng không? Xây dựng kênh như thế nào, được kéo phễu như thế nào, chạy quảng cáo như thế nào, đúng không? Xây dựng đội nhóm cộng tác viên như thế nào, đúng không? Rồi là nhân bản cho cái ngách khác về thời trang như thế nào, visa như thế nào, mỹ phẩm như thế nào, đúng không ạ? Sau đó là tập tành làm admin, kiểu như là cũng như này, giống như bạn ở đây cũng rất là nhiều bạn sinh viên năm 1, năm 2 có một đội nhóm cả mấy trăm người, thật sự đấy nha, cả ngàn người luôn á, nó lập ra cái group và cái group đó nó kéo phễu mà cả ngàn người vào trong đấy nhưng mà quản lý không được, đúng không? Mà mình cũng phải thử sức, chứ một ngày nào đó mình tập tành làm admin chẳng hạn, cũng lên nói chuyện, cũng lên hướng dẫn, cũng lên thử sức như thế nào, đúng không ạ? Thì từ lúc mà có một vài đơn đến vài chục đơn, cả vài trăm đơn, thậm chí là có cả ngàn đơn một tháng, đúng không? Mấy ngàn đơn một tháng là chuyện bình thường thôi. Thì đó là cái mục tiêu, đó là cái sứ mệnh, đúng không ạ? Đó là cái mà vấn đề tôi muốn nói, cái đó là cái thực tế mà mình muốn xây dựng ở trong Fori và cái tinh thần của cái đội nhóm này, đúng không ạ? Và khi nào mà admin còn làm admin của Fori, đúng không ạ? Khi nào mà tôi còn ngồi ở vị trí ở này thì chắc chắn rằng tôi sẽ phát triển cái tinh thần này xuyên suốt ở trong các ngách của Fori, và càng ngày chúng ta càng mạnh, đúng không ạ? Khi mà các bạn trở lên thành VIP member, kiếm được nhiều tiền đi, các bạn vào trong VIP member, các bạn sẽ có tổng tổng VIP, nhóm VIP, đúng không ạ? Chúng ta sẽ chia sẻ nói chuyện nhiều hơn nữa. Đó là mục tiêu, đúng không ạ? Bản chất là phải kiếm được tiền hả? Thì chúng ta mới làm gì thì làm chứ, đúng không ạ? Đó. Đó là cái mà em muốn chia sẻ. Ok. Ok, và buổi chia sẻ đây là khả năng cái này là kết thúc nha. Ok. Xin chào và hẹn gặp lại. Đúng không ạ? Và anh nào mà muốn tham gia, đúng không ạ? Có đúng Tuấn, đúng không ạ? Vừa xong đó là anh mình còn ai muốn tham gia cái team, đúng không ạ? Team quá trình á, đúng không ạ? Để lấy giá VIP nhá thì comment, đúng không ạ? Ok, còn lại là anh mình, ok, có thể là cảm ơn, đúng không ạ? Comment tuyệt vời, đúng không ạ? Cảm ơn hoặc là comment tuyệt vời, đúng không ạ? Để chúng ta kết thúc cái buổi chia sẻ này, đúng không ạ? Và buổi chia sẻ này á là các bạn hãy nhớ những cái vấn đề mà mình muốn chia sẻ lúc đầu cực kỳ chi tiết, làm đó đi ha, đó là, đúng không ạ? Và trong kia sẽ có deadline nha, làm fanpage, đăng bài, đúng không ạ? Em sẽ chỉ cho các bạn vấn đề về chiến lược. Ok, tuyệt vời, chúc các bạn có một cái buổi học
thật sự là tuyệt vời. Xin chào và hẹn gặp lại, chúc bạn thành công.